Bây giờ phần đầu mình học giảng lý tiếng nói vô thính. Bây giờ qua phần thứ hai. Phần thứ hai của cuốn sách tiếng vô thính. Hai con đường. Chương 1. Để tôi copy một đoạn vô. Em bé nào ở bên nhà anh hai à? Phần thứ hai, hai con đường. Chương 1, cánh cửa được mở rộng. Ông Lipiter nói, bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai của quyển Kim Huấn Thư do bà Blavatsky dịch, có nhan đề là hai con đường. Phần này không nhất thiết tiếp theo phần thứ nhất, được gọi là tiếng nói vô thinh, mặc dù câu mở đầu là lời nhắn người mới vừa đắc quả La Hán. Nghĩa là cuốn này nói với những người đã đắc quả La Hán, này, nói với người cao cấp. Không có gì chứng tỏ có sự liên quan đặc biệt giữa ba phần. Anh hai mưu dùm lại cho nó đỡ ồn ào anh hai. Chúng ta chỉ nên xem như ba tác phẩm rõ rệt luận giải cùng một đề tài một cách hơi giống nhau. Tuy nhiên, đối với người trí nguyện, khi nghe lặp lại giáo lý về đường đạo dưới những hình thức hơi khác nhau là một sự lợi ích lớn lao. Sự nghiên cứu mới này sẽ làm sống lại nhiệt tâm của y, lôi cuốn sự chú ý của y trên những điểm mà y đã bỏ qua và thường thường mở rộng quan điểm của y. Phần đang trình bày bắt đầu bằng lời kêu gọi nhắn nhủ với vị đệ tử đã đạt đến đỉnh cao của đường đạo. Anh ai mưu dùng đi. À, anh bảo Ngọc mưu dùng. Phần đang trình bày bắt đầu bằng lời kêu gọi nhắn nhủ với vị đệ tử đã đạt đến đỉnh cao của đường đạo. Và vấn đề được đặt ra là y sẽ tiếp tục tiến tới để hưởng sự chí phúc tại có niết bàn mà không cần bận tâm đến những kẻ đến trễ hoặc vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, hoặc y sẽ quay lại để giúp đỡ những kẻ đang leo lên. Bây giờ thì là câu thứ 101. Anh hai có phải bên anh hai ồn không? Có con nít nói chuyện bên anh hai phải không? Phải ở chỗ nào có con nít nói vậy? Và bây giờ đây, Bạch Sư Phụ Từ Bi, xin Ngài chỉ đường cho kẻ khác. Ngài hãy xem tất cả những kẻ đến gõ cửa xin được thâu nhận. Ở trong cảnh rốt nát tối tăm đang chờ mong cửa diệu pháp mở rộng. Tiếng của các thí sinh 102. Hỡi Đức Thầy Từ Ái, Ngài đành chẳng tiết lộ tâm pháp sao? Ngài đành từ chối chẳng dìu dắt tôi tớ của Ngài vào con đường giải thoát sao? Trong thời hiện đại, trước hết đoạn đầu trong phần này dường như có vẻ hơi kỳ lạ. Con đường mở rộng khắp nơi cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, nam nữ, giai cấp hay màu da, chỉ cần thừa nhận lời chỉ dẫn để đi trên đường đạo. Đó là ý niệm rất quen thuộc với chúng ta. Trong những hoàn cảnh như thế, tại sao lại có những người chìm đắm trong cảnh tối tăm đang chờ đợi cánh cửa mở ra cho họ? Sự thật là vào thời kỳ Đức Phật của chúng ta đang truyền bá giáo lý của Ngài tại Ấn Độ, thì đạo Bà La Môn đã trở nên rất khắc nghiệt. Ban đầu tôn giáo này có tính cách rất hoan hỷ và tự do, nhưng trải qua nhiều thế kỷ, các giáo sĩ và vua chúa đã mở rộng hệ thống giai cấp với tất cả mọi thứ chi tiết. Vào khoảng 10.000 năm trước Thiên Chúa, khi giống dân Aryan di cư xuống bán đảo, thì tại đồng bằng Ấn Độ đã có nhiều giống dân Atlan
Atlantis và Atlantolemurian cư ngụ, tức là giống dân thứ ba pha lẫn với giống dân thứ tư và giống dân thứ tư. Do đó Đức Bàn Cổ thấy cần phải ngăn cấm sự kết hôn giữa hai giống dân. Và khoảng 8.000 năm trước Thiên Chúa, Ngài thiết lập hệ thống giai cấp để chặn đứng mọi sự hỗn hợp mới và duy trì những sự kết hợp đã xảy ra từ trước. Tại vì Đức Bàn Cổ muốn muốn làm một giống dân đẹp hơn, thành ra là Ngài không có muốn là pha giống dân, pha giống để mà giữ kìm hãm lại, không có cái giống dân mà Ngài muốn làm. Thành ra là kỳ đó là Ngài ngăn cấm. Nhưng mà về sau thì không cần thiết nữa, nhưng mà người ta cứ dùng như vậy để mà người ta ăn hiếp những cái người thuộc giai cấp thấp. Thì khi đó Ngài lập một hệ thống giai cấp để chặn đứng mọi sự hỗn hợp mới và duy trì những sự kết hợp đã xảy ra từ trước. Đó là chính là Ngài lập ra hệ thống giai cấp, nhưng mà về sau này lại bị lạm dụng và bị ăn hiếp. Ban đầu Ngài chỉ thành lập 3 giai cấp: Brahmana, Rajan và Vish. Giai cấp thứ nhất gồm có giống dân Aryan thuần túy, tức là giống dân thứ năm. Giai cấp thứ hai gồm giống dân Aryan và Toltec. Giai cấp thứ ba gồm giống dân Aryan và Mongolian, là Mông Cổ, là pha giống giữa người Caucasian với lại người da vàng Mông Cổ. Từ đó mới có danh từ Vakna hay màu da gắn cho các giai cấp da trắng thuộc giống Aryan thuần túy, da đỏ thuộc giống Aryan và Toltec, và da vàng thuộc giống Aryan và Mongolian. Giữa các giai cấp khác nhau, người ta được quyền kết hôn, nhưng không bao lâu dư luận xác nhận chỉ có người cùng giai cấp mới được kết hợp với nhau. Sau này những người Ấn Độ hoàn toàn không phải là giống dân Aryan, thường cũng được gọi là Sudra, mặc dù trong số những người đó cũng có thể xuất hiện một số người mang chút ít dòng máu Aryan. Nhiều bộ lạc ở vùng đồi núi có một phần là giống dân Aryan, vài bộ lạc khác hoàn toàn thuộc giống dân ấy như dân Siapos và Gypsy. Trong các bản kinh Ấn Độ có nhiều đoạn cho biết là đối với những cá nhân, đức hạnh và phẩm giá đặc biệt có thể được nâng lên một giai cấp cao hơn, nhưng đặc ân này rất ít khi được chấp nhận. Chắc chắn trước thời kỳ Đức Phật ra đời, chỉ có người Bà La Môn mới dám hy vọng được sự giải thoát. Một người nào khác muốn đạt đến điều đó trước hết phải tìm cách tái sinh trong giai cấp Bà La Môn. Giải thoát tức là không bao giờ phải đầu thai luân hồi đó. Thì trước khi Đức Phật ra đời thì người ta quan niệm là chỉ có cái giống dân tu sĩ ở bên Ấn Độ mới là giải thoát, tức là đắc quả La Hán và đi vĩnh viễn, đi không cần phải quay lại trái đất. Rồi những người khác mà muốn được giải thoát thì phải tìm cách để mà kiếp sau làm giống dân Bà La Môn thì là mới hy vọng được giải thoát. Đối với đa số người Ấn Độ, lý thuyết này ít mang đến hy vọng vì người Bà La Môn không bao giờ đông đảo. Tại vì người Bà La Môn là cái giống dân mà số dân Bà La Môn này thuộc loại tu sĩ, thành ra nó rất là ít. Ngay bây giờ trong toàn thể dân số khoảng 300 triệu người Ấn, chỉ có 13 triệu là người Bà La Môn. Thành ra tại sao tự nhiên anh hai đâu tự nhiên đưa mấy cái hình này lên, tự nhiên ai đá tôi ra khỏi room. Ok, vô trở lại rồi. Và họ không cho phép những người thuộc giai cấp thấp khác nghiên cứu thánh kinh, thấy không? Người Bà La Môn này họ kỳ ghê. Họ là giai cấp tu sĩ mà họ không có cho những người thuộc giai cấp dưới nghiên cứu những cái thánh kinh Bà La Môn của họ để mà có thể tiến hóa lên để kiếp sau trở thành người Bà La Môn để được giải thoát. Đó, như vậy đã thành ra Đức Phật mới phải ra đời xuống thế để mà sửa đổi cái đạo Bà La Môn của họ, rất là ích kỷ. Rồi giáo lý của Đức Phật đến mở rộng hoàn toàn những cánh cửa. Ngài dạy rằng đối với mọi giai cấp,
nếu sống đúng như giới luật đều được tôn trọng như nhau, và trái lại dù là một người Bà La Môn mà không tuân theo giới luật thì cũng không đáng kính trọng. Đoạn thi văn sau đây của kinh Vasala Sutta chứng tỏ điều này. Chẳng phải vì sinh ra trong giai cấp thấp kém mà người ta trở thành người thấp hèn. Chẳng phải vì sinh ra trong giai cấp Bà La Môn mà người ta trở thành Bà La Môn. Chính chỉ do hành động mà người ta rơi vào giai cấp thấp hèn. Chính chỉ do hành động mà người ta trở thành Bà La Môn. Trong đời sống hàng ngày của họ, nhiều người Bà La Môn nói cho tôi biết là họ cảm thấy đoạn kinh này rất đúng với sự thật. Họ cảm thấy có thiện cảm đối với những người phẩm hạnh phù hợp với lý tưởng Bà La Môn hơn là đối với những người trong chính giai cấp của họ, lại chảnh màng với lý tưởng và sống một cuộc đời thiếu cao thượng. Rồi, copy thêm một đoạn nữa. Đức Phật của chúng ta không tìm cách thiết lập một tôn giáo mới mà chỉ muốn cải tổ Ấn Độ giáo. Có một thời toàn thể nước Ấn Độ tự xưng là quốc gia Phật giáo. Có nhiều Phật tử Ấn Độ cũng như ngày nay ở miền Tây Bắc có nhiều người tự xưng là Ấn Độ giáo Sikh. Với tư cách là tôn giáo, Phật giáo đã biến mất tại Ấn Độ từ lâu. 20 triệu Phật tử được đề cập đến trong bảng thống kê về một tỉnh của xứ Miến Điện, về phương diện địa lý và nhân chủng là một vùng hoàn toàn cách biệt với Ấn Độ. Tuy nhiên, hiệu quả và thiện ý của Đức Phật vẫn biểu lộ rõ ràng trong tôn giáo Ấn Độ hiện nay. Tức là sau khi Đức Phật lên Niết Bàn rồi đó thì Ấn Độ giáo họ tự cải tổ họ để mà bắt chước những cái điểm hay của Phật giáo. Chẳng hạn chúng ta thấy Đức Phật phản đối một cách rất cương quyết việc sát sinh để tế lễ. Trước thời đại của Ngài, việc làm ấy rất thịnh hành và ngày nay việc cúng tế như thế rất là hiếm. Chúng ta cũng nên nói thêm là hiện nay tất cả các nhân vật thánh thiện ở Ấn Độ đều được mọi người kính trọng dù họ thuộc giai cấp nào. Trước khi trở nên một tu sĩ khổ hạnh, ở khắp nơi bộ trí tôn ca Bhagavad Gita được tôn trọng như một bộ kinh tượng trưng cho uy quyền tối thượng. Đây là những lời của Đấng Chí Tôn trong bộ kinh ấy. Đối với tất cả chúng sinh, ta vẫn không thay đổi. Không có người nào là đáng thương hay đáng ghét đối với ta. Kẻ nào thờ phượng ta với tất cả lòng thành tín đều ở nơi ta. Và ta vẫn ở nơi họ. Ngay cả kẻ phạm tội lớn lao nhất mà thờ phượng ta một cách nhiệt thành, y sẽ được xem như một người chân chánh. Vì sự thật y vẫn nhất quyết chân chánh. Y hoàn thành bổn phận của y một cách nhanh chóng và tiến đến sự an lạc vĩnh cửu. Hỡi hiền tử Kontiya, nên biết rằng kẻ thờ phượng ta thì không bao giờ chết cả. Này Paktha, tất cả những ai tìm chỗ ẩn náu nơi ta, dù họ sinh từ dòng dõi nào cũng thế. Phụ nữ hạng Vaishya, tỳ xá thương gia hay kể cả hạng Shudra là tôi đòi, tất cả đều đi đến con đường tối thượng. Trong mấy hàng trên đây, chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Krishna nhắm đến phụ nữ hoặc những người khác, một hạng người thấp kém nào đó. Ngài bác bỏ tất cả những sự mê tín bình dân, chẳng hạn như ý tưởng cho rằng những sinh linh sinh ra trong xác thân nữ giới ắt phải có bản chất thấp hèn và không thể tiến lên thật cao trên con đường tinh thần. Đó, cái câu chót, ông nói rằng là dòng dõi nào cũng thế, phụ nữ hay là những hạng thương gia hay là hàng tôi đòi thì đều đi đến con đường tối thượng. Trong một chú thích, bà Blavatsky cho biết trong Phật giáo có hai trường phái là bí truyền và công truyền, gọi là tâm pháp và nhãn pháp. Phần tâm pháp được tạo ra do tâm của Đức Phật, còn phần nhãn pháp là sản phẩm của trí não của Ngài. Người ta còn giải thích cho tôi nghe một cách khác nữa, vấn đề là tâm và nhãn của thí sinh. Người ta có thể hoạch đắc một kiến thức tổng quát về sự vật bằng con mắt. Nhưng đối với con đường cao cả mở ra trước mắt con người thì phải có sự hòa hợp giữa tâm và đời sống bên trong. Toàn thể đoạn văn này đều căn cứ trên sự do dự của Đức Phật khi Ngài tự hỏi xem Ngài có nên đi truyền pháp chăng.
Vì trong buổi sáng ngồi dưới cội Bồ Đề, sau khi đạt được sự toàn giác, Ngài không biết thế gian có hiểu và nghe theo Ngài chăng? Cho đến lúc Ngài nghe tiếng nói giống như tiếng của quả địa cầu đau khổ vang lên, chắc chắn ta phải bị tiêu diệt, ta và tất cả mọi sinh vật của ta. Và tiếng khẩn cầu vang lên nữa, hơi đấng chí tôn cầu xin Ngài ban giáo pháp cho thế gian. Té ra là như vậy. Thành ra trong cái câu này ấy là mới có cái câu là Ngài hãy ban đó, tức là cái câu ở trên đó là xin Ngài chỉ đường cho kẻ khác đó. Xin Ngài chỉ đường cho kẻ khác. Tất cả những kẻ đến gõ cửa xin được thâu nhận ở trong cảnh rốt nát tối tăm đang chờ mong cửa diệu pháp mở rộng á. Thì cũng là nói với Đức Phật khi mà Ngài mới thành chánh quả. Rồi mấy câu tiếng của các thí sinh là hỡi Đức Thầy từ ái, Ngài chẳng đành tiết lộ tâm pháp sao? Tâm pháp là cái tiếng nói từ trái tim của Ngài, chứ không phải là những cái quy luật mà Ngài đưa ra bằng miệng. Ngài đành từ chối, chẳng dìu dắt tôi tớ Ngài vào con đường giải thoát sao? Tức là giải thoát là phải đi theo tâm pháp. Bây giờ anh hai có muốn bàn gì không? Hay là anh Văn có muốn bàn gì đoạn này không? Anh Văn có thể nói thêm về tâm pháp với nhãn pháp được không anh Văn? Để coi. Chị có nghe được nói không? Nghe rõ lắm anh. Ok. Nhãn pháp thì là cái giáo lý dựa trên cái sự quan sát của con mắt. Tức là cái con mắt nó hướng ra bên ngoài. Tức là mình học hỏi bằng cái trí, nhìn bên ngoài, học hỏi cái trí, theo sách vở, theo thầy bên ngoài. Còn tâm pháp là cái giáo pháp hướng về bên trong, là cái tâm, tức là cái Phật tính. Thì hướng vào cái Phật tính, chân ngã của một một người. Thì hai cái trình độ này nó tương phản với nhau rất là khác. Nhiều khi cái giáo lý cũng tương phản nữa. Đó. Thành thử ra cái giáo lý mà tâm pháp thật sự đó chỉ dành cho những người mà đã tu luyện theo nhãn pháp một thời gian rất lâu rồi, chứng quả rồi, đắc đạo rồi, thì mới hiểu được cái giáo lý tâm pháp. Đó. Thì gì em? Tâm pháp đến được bằng thiền. Chị tôi bận chút xíu nha. Ok anh Văn. Thôi bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn phần kế đó. Anh hai có muốn nói gì không? Anh hai không nói gì thì tôi đọc tiếp. Tiếp theo cái vấn đề về nhãn pháp, tâm pháp đi. Anh nói to thêm một chút được. Ở đây nhãn pháp với tâm pháp, vấn đề này cũng quan trọng lắm nha. Bởi vì đa số giáo lý của Đức Phật á, nó có hai phần rõ ràng, đa bốt mà. Thường thường Phật giáo họ cũng ít nói vấn đề bí truyền với công truyền của họ. Đa số người ta sống Phật tử chỉ biết công truyền không mà ha. Phần công truyền thường thường nó sai lầm nhiều lắm, đủ thứ chuyện. Mà muốn bởi vậy thành ra cái phần thứ nhì trong kiến vô thêm này á. Bà La Di có lẽ là Đức Ca Hát Ngài cũng nhắc nhở mình phải đi theo con đường của Đức Phật. Tiến vô sinh này thật sự mình phải đi theo con đường của Đức Phật. Muốn giải thoát thì phải đi con đường tâm pháp. Con đường tâm pháp, một người nào mà muốn giải thoát thì phải đi con đường tâm pháp, chọn con đường tâm pháp. Thì con đường tâm pháp này thường thường là gì? Thiền định phải không?
Thiền định này nó thì nó mình phải nhắc nhở cho các bạn nhớ rồi đó. Cái này mình học lên đến hai con đường rồi đó, phải chọn á. Hai con đường này thường thường bên thâm học mình đâu có nói, ít khi nói đó. Mà chỉ trong trường phái biết truyền thì có thể và lấy kia có dạy cho các đệ tử. Còn ở ngoài nữa cho mấy anh thông học cũng đi theo công truyền nhiều lắm, phần công truyền không mà. Chứ ít khi biết phần biết truyền lắm. Phần biết được bởi vì người nào ở trong trường á, trường phái biết truyền thì mới biết được là mới nhận rõ hai con đường này. Bây giờ mình học tiếng vô thinh này là mình cũng như đi vào con đường biết truyền của thâm học đó. Chọn con đường bí truyền của thông học, mà bí truyền của thông học thì cũng giống như bí truyền của bên Phật giáo, Đức Phật cũng vậy, ngài cũng dạy, chỉ dạy cho cái hàng là hán của ngài trong tăng đoàn của ngài nhé. Vấn đề tâm pháp là dạy trong tăng đoàn không chứ không có dạy hoài nha. Còn anh em có lại tôi nói hoài thì nó dạy cho thế gian thì Đức Phật lại nói khác phải không? Đây nhãn pháp, Đức Phật dùng nhãn pháp để dạy cho những người ở bên ngoài. Hình như tôi nhớ có một cái kinh nào của Đức Phật, hình như kinh Pháp Hoa hay là kinh gì đó, khi mà ngài bắt đầu giảng một cái là rất là đông đệ tử đi mất chỗ khác không thèm nghe. Đó, mấy người không đủ khả năng để hiểu, mấy người đi mất. Đó là tâm pháp rồi đó. Nha. Yeah. Đó, những đề tâm pháp là mấy người mà cư sĩ chịu thua chạy luôn rồi trốn hết, không nghe, không hiểu vậy đó. Vấn đề nó khó cho đó. Tôi thấy đại thừa nó thuộc về tâm pháp đó, có đúng không anh? Đúng rồi, thiền hả, thiền là thuộc tâm pháp của Đức Phật á, là đại thừa đó. Còn đại thừa là thiền định đó. Bởi vì đầu tiên Đức Phật mà nói dụng cái vụ mà Đức Phật mà khi nói đến tâm pháp đó thì không cả tăng đoàn có khi lúc đó ngài cũng chưa có nói đến vấn đề mà thiền nữa. Có khi trong tăng đoàn mà nói đến tâm pháp, có khi trong tăng đoàn của ngài trăm ngàn mấy vị la hán cũng chưa biết nữa. Vì lý do đó nên khi mà nói đến vấn đề tâm pháp, ngài phải giảng thêm cho A Nan một thời, là cái vấn đề là cái dạ đúng, mà ngài đưa lên cái cầm cái cánh hoa sen mà đưa lên, nó đâu có ai biết gì đâu, tất cả bởi vì họ đi mất mẹ không biết. Rồi cái nó thuộc về tâm pháp rồi, cầm cánh hoa sen khi giữa cái lúc đã có đại chúng giữ, tức là có cư sĩ tại tại thế họ giữ nhiều lắm, có thể mấy ngàn người nữa, mà ngài cầm cái cánh hoa sen đưa lên không ai hiểu gì đó. Hồi đó là ngài muốn lựa một người để truyền thừa đó mà. Ở đó, đó thì lúc bây giờ chỉ có Đức Ma Ca Diếp mà ngài biết thôi, ngài biết cái ý nghĩa của cái cánh hoa sen đó là cái tâm pháp, cái tâm của Đức Phật đã truyền lại cho Ma Ca Diếp. Đấy, vấn đề đó, vấn đề quan trọng của đó. Vì lý do mà trước khi mà truyền Ma Ca Diếp cho Ma Ca Diếp rồi thì ngài cũng có nói với A Nan, giảng riêng cho A Nan biết cái vấn đề mà tâm pháp là phải là phải nghĩa là làm sao mà kêu bằng diệt lục ca, kêu mà tham sân si đó. Cái đó là lúc đó là để mà ngài chuyển cái này đầu tiên là để sau này nhắc nhở cho Ma Ca Diếp là phải cố gắng làm sao mà chỉ cho người ta mà chuyển hóa cái lục căn lục trần lục thức đó, không diệt cái tham sân si đó. Theo cái phương pháp mà phương pháp mà kêu bằng giới định huệ đó, thiền định đó, giới định huệ với kinh mà lục độ paramita mà prajna đó, mà trên hình như trong trường phái biết truyền của thông học cũng có nói đến vấn đề đó, là lục độ ba la mật đa tâm kinh đó, trong trường phái cũng tôi thấy hình như người nào mà thiền định càng nhiều đó thì càng chủ trì được những cái vía đó. Thì đó thì bên đây thì phải chuyển hóa đó, chuyển hóa lục căn lục trần là mình phải tự học cái thể giới của mình đó. Ok, tôi bận việc một chút xíu các anh chị cơ họp á, tôi nói cái phần tâm pháp hồi nãy tới cái phần đó, cái phần tâm pháp á, thật sự ra đó là cho những vị niệm đạo rồi, thường thường là các vị từ La Hán trở lên thì mới hiểu những cái giáo lý tâm pháp của Đức Phật.
Còn thường thường đó thì họ hiểu ngay cả bây giờ phần đông người ta sử dụng cái nhãn pháp nhiều. Và trong cái giai đoạn hiện giờ bây giờ đó là họ bắt đầu đó là giảng từ nhãn pháp chuyển qua bên tâm pháp rồi. Nhưng mà cũng rất là còn khó, thành ra là chỉ có một số mà họ đã tu luyện từ những kiếp trước rồi họ hiểu thôi. Đó. Thì cũng như là Đức Phật mà ngày xưa mà khi giảng cho các vị đệ tử đó thì giảng cho công chúng, nhưng mà riêng cho mấy trăm vị La Hán đó thì các ngài họp các vị này ở trong cái động đá riêng để mà giảng riêng, thành ra cái phần tâm pháp đó ít khi được truyền ra ngoài lắm nhé. Nhưng mà điều này không có nghĩa là mình không thể hiểu được. Nếu mà muốn hiểu được tâm pháp á, một người bình thường cũng có thể hiểu được nếu mà người đó biết cách sử dụng cái trực giác và thường thường tham thiền đó, thì hiểu được cái ý nghĩa thật sự ở bên trong. Vì vậy cho nên đó, cái cách mà tu hành mà hiện giờ mà gọi là hữu hiệu nhất đó, là mình đi cả hai con đường, một đường là nhãn pháp, đường là tâm pháp. Nhãn pháp có nghĩa là mình sử dụng sách vở của các vị thầy theo cái hướng dẫn của các vị chân sư. Tâm pháp có nghĩa là mình tiêu hóa những cái lời dạy đó và biến thành cái thực hành, để cho những cái lý thuyết nó trở thành những cái gì nó sống động, nó trở thành cái đời sống của mình. Thành tựu ra nếu mà muốn hiểu một cách cho nó dễ dàng thì cái tâm pháp là cái đời sống hướng ra bên ngoài, học hỏi bằng bên ngoài. Nhãn pháp. À không, cái ngoài nhãn pháp. Còn cái tâm pháp đó là đem cái giáo lý, đem cái lý thuyết đó hướng vào bên trong, áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Thì như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được cái lý thuyết đó khi áp dụng đó, nó đúng được bao nhiêu, nó sai được bao nhiêu. Và cái quan trọng nhất á, là nó hợp với cái trình độ của mình bao nhiêu và chưa hợp với trình độ bao nhiêu. Và khi mà sử dụng được cái sự quân bình giữa nhãn pháp và tâm pháp đó, thì mình phát triển được một cái gọi là cái tâm bồ đề. Tức là cái khi mà mình đối diện với một người nào để mình giảng bài hoặc là mình giúp đó, thì mình bao trùm cái tâm của mình đối với họ. Thì như vậy đó, nó sẽ là một cái sự quân bình giữa nhãn pháp và tâm pháp. Và đó là cái con đường mà tốt nhất hiện giờ chúng ta nên đi theo. Đó. Cảm ơn anh Văn. Vậy nhãn pháp có phải là Nana Yoga mà tâm pháp là Raja Yoga không, hay là không phải như vậy? Anh hai có thể nói rõ hơn như vậy. Cái nhãn pháp với tâm pháp nó khác hơn là như vậy chị. Anh hai nói thêm về cái đó đi. Thực sự là tự nhiên anh em mà muốn nghiên cứu kỹ về nhãn pháp, tâm pháp thì nó thuộc vào cái phần mà di huấn rồi. Trong di huấn thư của bà Lê Kỳ đó. Rồi có nói rõ. Để lát nữa mình sẽ học cái phần đó. Thôi coi cái phần đó ở trong cái di huấn thư nói rõ lắm. Lát nữa. Bây giờ cái đoạn này này ở trong cái giảng lý tiếng vô thinh này, đoạn sau cũng có nói thêm về nhãn pháp tân pháp, để tôi đọc thêm đoạn nhé. Đâu rồi? Đức thầy phán số 103: con đường có hai, sự trí thiện có ba, sáu đức hạnh biến đổi thành thân cây trí tuệ. Bà Blavatsky giải thích thêm như sau: cây trí huệ là danh hiệu mà các môn đồ của ông Bồ Đề Đạt Ma tổ sư tôn giáo căn cứ trên minh triết dùng để gọi những vị đã đạt được trạng thái cao siêu của kiến thức thần bí, những vị chân tiên, Đức Long Thọ, đứng sáng lập ra tông phái Trung Quán Luận, gọi là cây rồng, tức là Long Thọ. Rồng là biểu tượng của sự minh triết và trí huệ. Cội cây được tôn sùng vì chính dưới cội bồ đề minh triết mà Đức Phật đản sinh giác ngộ, sơ chuyển pháp luân và nhập diệt. Thành ra bồ đề, cây bồ đề là rất là được tôn trọng, tại vì những việc quan trọng liên quan đến Đức Phật đều làm dưới cội cây bồ đề. Đức Swami Subaru giải thích biểu tượng cây rồng có hơi khác.
Ngài cho rằng thác xác thân thi sinh trở nên một vận hà, tiếp nhận kiến thức, cũng có thể nói là tiếp nhận thần lực. Vậy cũng giống như một trong sáu nhánh nhỏ của cội cây, tượng trưng cho toàn thể sự minh triết của thế gian. Chúng ta cũng có thể thêm rằng vị đạo đồ là thành phần của cây to do quần thiên hội vun trồng mà rễ mọc từ trên các cõi cao siêu, và những nhánh phân chia trong các thành phần của đời sống nhân loại và cả đến những loài thấp kém. Độc giả đọc các chương chót của quyển Chân Sư và Thánh Đạo sẽ hiểu biểu tượng cổ thời của cây trí huệ này. Đó là cây này mọc ngược ở bên trên cao mới là rễ, còn ở dưới là những nhánh nhóc. Trong đó chúng tôi trình bày quần tuyên hội phát sinh từ một cái rễ vĩ đại và duy nhất, rồi mới phân chia ra bên ngoài. Kể ra hai con đường, ba sự trí thiện và sáu đức hạnh là một thí dụ về phương pháp tính của Phật giáo. Ngài bao giờ cũng giúp những đệ tử nhớ bài học của Ngài dạy dưới hình thức các bức tranh. Như thế có tứ diệu đế mà mỗi chân lý chỉ trình bày bằng một chữ để dễ nhớ, một nhóm ý niệm đặc biệt, rồi đến bát chánh đạo, 10 điều ác mà 3 thuộc về thân, 4 do khẩu, 3 điều nữa do ý. Sau cùng là thập nhị nhân duyên, hay những nhân duyên liên tục đối với con người đang sống một cuộc đời vật chất và phiền não. Những chân lý siêu việt hay bà la mật khi thì gồm có 6, khi thì 7, nhưng thường là 10. Trong khi cư ngụ tại Tích Lan, đạo sư Sumangala dạy cho tôi biết có 10 ba la mật. Ngài nói 6 ba la mật thứ nhất là bố thí, trì giới, chân thật, tinh tấn, từ bi và trí huệ. 4 ba la mật khác có khi được chư sư đặc biệt thêm vào là nhẫn nhục, xuất gia, quyết định và xả. Trong quyển Awakening of Faith của Asvaghosa là ông Mã Minh, dịch sang tiếng Việt là Mã Minh, do Teitaro Suzuki dịch ra anh văn, những pháp ba la mật được kể ra như sau: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Và 4 ba la mật phụ là thích nghi, phát nguyện, dũng mãnh và trí kiến. Trí kiến là Nana. Một chú thích trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh xuất bản năm 1924 có đưa ra một danh sách khác rút trong bộ Phật giáo Trung Hoa của Aten như sau: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền quán và trí huệ. Hơn nữa, đối với chư sư, những phương tiện thích đáng cũng được sử dụng như khoa học, sự cầu nguyện và nguyện lực. Hồi tôi ở Tích Lan, là ông Limiter, tôi có so sánh những ý kiến của các nhà Đông Phương học với tư tưởng Phật giáo. Giữa hai bên có sự khác biệt lớn lao. Ý tưởng thứ nhất, không có sinh khí, tức là nhà các nhà Đông Phương học. Tuy nhiên, các vị sư thông thái vẫn có những kiến thức chính xác, như các nhà Đông Phương học uyên bác nhất trong quyển Ánh Đạo Phương Đông, Sir Edwin Arnold đã trình bày cho chúng ta thấy một cách xác đáng đặc biệt về sắc thái sống động của Phật giáo. Người ta cho rằng tác giả đã mượn những ý tưởng tình cảm của Thiên Chúa giáo để gán cho Phật giáo. Ý kiến nó không có gì sai bằng. Tôi có thể chứng minh rằng những tình cảm diễn tả trong bài trường thi đều là những tình cảm của Phật giáo đồ. Thì mấy người mà họ sang truyền giáo đó, những người Thiên Chúa giáo mà họ sang truyền giáo ở bên Ấn Độ đó, thì họ gặp một cái nền văn minh của Phật giáo ở bên đó, thì họ lại bảo là Phật giáo đã đoán trước là Thiên Chúa giáo sẽ nói như vậy, thành ra Phật giáo nói cái gì họ cũng quy vào là của họ là number one thôi. Thành ra họ nói rằng là cái đó là Phật giáo lại mượn tình cảm Thiên Chúa giáo để gán cho Phật giáo, mà lại còn nói sai hơn nữa. Bây giờ thêm một đoạn nữa, đoạn sau này cũng hay lắm. Đoạn sau này cũng nói về hai con đường.
câu 104, ai sẽ tiến đến gần? 105, ai sẽ vào trước? 106, ai là người thứ nhất nghe giảng giáo lý về hai con đường thành một và chân lý về vấn đề tâm pháp? Pháp môn ngăn cản sự học hỏi, dạy sự minh triết và tiết lộ một câu chuyện đáng thương. 107, hỡi ôi, nói rằng mọi người đều có Alaya là một với đại hồn, và khi chiếm hữu nó rồi, người ta không mấy người biết sử dụng nó. 108, hãy nhìn xem như mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước yên lặng, Alaya phản chiếu trong một vật nhỏ cũng như trong vật lớn. Nó soi bóng trong các hột nguyên tử li ti, nhưng không sao soi thấu đến tâm vạn vật vô giá là sự học hỏi chân lý. Sự nhận thức đúng đắn được các sự vật hiện hữu, hiểu biết cái không hiện hữu. Tâm pháp là giáo lý bí truyền, đó là biểu tượng của thời đại Atlanti truyền lại cho chúng ta. Tận bên trong đại thánh điện của Kim Môn Thành có đặt trên bàn thờ một cái hộp lớn hình quả tim bằng vàng khối, mà ổ khóa bí mật chỉ có vị đại sư biết. Nó được mệnh danh là quả tim của thế giới và là biểu tượng của những sự huyền bí tối cao. Những vật thiêng liêng nhất đều được chứa đựng trong đó, nhiều biểu tượng đều liên quan đến nó. Một cái hộp rất là lớn, hình quả tim, thì tất cả những gì quý nhất. Những người Atlanti đều biết rằng mọi hạt nguyên tử đều rung động như quả tim chúng ta vậy. Họ cũng tuyên bố như thế đối với ngôi mặt trời, và họ thấy có một sự liên quan giữa sự chuyển động đó với chu kỳ hoạt động của mặt trời. Trong những tác phẩm của họ, đôi khi người ta gặp những đoạn khiến chúng ta có cảm tưởng là những kiến thức khoa học của họ còn rộng rãi hơn sự hiểu biết của chúng ta. Tuy nhiên, họ đã nhìn vũ trụ một cách thi vị hơn là khoa học. Chẳng hạn họ nghĩ rằng quả địa cầu cũng thở và cử động. Và người ta phải nhìn nhận rằng mới đây có một vài nhà bác học đã khám phá thấy mỗi ngày trái đất đều chuyển dịch đều đều. Và sự di chuyển đó không phải là không giống như sự hô hấp. Đó, mấy người Atlanti họ đã nói là quả địa cầu thở và chuyển động ấy, giống như là một sinh vật. Khi dùng thuật ngữ tâm pháp, Đức Arya Sangha cũng muốn nói đến những huyền bí bên trong. Đức Arya Sangha là ngài vô trước đó, cũng muốn nói đến những huyền bí bên trong. Và lại bà Blavatsky cũng nói trong lời chú thích, tâm pháp là giáo lý bí truyền. Khi khuyên chúng ta đừng học, chắc chắn đấng chỉ giáo muốn dạy rằng có nhiều lúc chúng ta cần phải tránh quan tâm đến những kiến thức thu thập bên ngoài do giác quan, để cho trực giác phát triển những kiến thức bên trong. Chúng ta không thể đạt được sự minh triết nếu không có sự học vấn đầy đủ đối với những gì trên thế gian giúp chúng ta hoàn thành bổn phận đặc biệt của mình. Tức là có cái sự khuyên chúng ta vừa học nhưng mà vừa đừng học. Tức là mình học những cái gì thuộc về minh triết nhưng mà đừng học những cái gì mà tầm sàm quá. Để mình để thời gian trầm tư mặc tưởng để mà tìm được những kiến thức bên trong. Về một khía cạnh khác, chúng ta lầm to khi tin tưởng rằng trong đời sống không có gì quan trọng hơn sự thu thập được những kiến thức thật quảng bác, hoặc kể cả việc gán đến những kiến thức này một giá trị chân thật ngoài sự hữu ích mà chúng có thể được dùng để phụng sự nhân loại. Ở Âu Châu, người ta có khuynh hướng xem xét và nghiên cứu mọi vấn đề theo quan điểm bề ngoài. Phương pháp của người Đông Phương nhắm khảo sát vấn đề theo quan điểm bên trong. Ở trình độ tiến hóa của chúng ta hiện nay, cả hai phương pháp đều cần thiết. Khi sự phát triển thể bồ đề đã hoàn tất, trực giác sẽ đi xuống trong óc xác thịt của chúng ta. Nó sẽ đem đến cho chúng ta sự minh triết thật sự và sự toàn tri. Nhưng ở đa số người, thể này còn chưa phát triển. Tức là khi nào mà mình thiền định nhiều thì mình xây dựng những cái thể cao của mình. Tại vì bây giờ những cái thể cao mình không phát triển, mình toàn là dùng cái thể hạ trí không à. Thành ra thượng trí với thể bồ đề chưa phát triển, nhưng mà nếu mình thiền định thì càng ngày mình càng phát triển được những cái thể trên cao. Và như thế thì nó mang đến cho mình những cái trực giác. Tôi thấy trong số sách của bà Alice Bailey đã có một cái cuốn nói về telepathy. Tức là gọi là thần giao cách cảm đó. Lúc nào mọi người nào rảnh có thể đọc cái cuốn đó nha. Nhưng mà hình như cái cuốn ông biết đã dịch sang, có dịch sang tiếng Việt rồi. Đúng rồi, có dịch sang tiếng Việt. Tôi có nghe sơ sơ được một phần của cuốn đó. Để tôi đi kiếm xem tôi có cái link đó không.
Thôi lúc nào lát nữa tôi post sau. Dù chúng ta có thể bước đi đầu chạm tới mây, đôi chân chúng ta cũng cần phải chấm đất ở một điểm tựa chắc chắn. Nên chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng những kinh nghiệm đến từ nội tâm, cũng như chúng ta từng đem những kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày ra suy xét theo lẽ phải thông thường vậy. Chúng ta cần phải làm như thế vì rất dễ ngộ nhận những trực giác đến từ chân ngã cao siêu với những rung động xuất phát từ thể vía. Chẳng hạn có thể xảy ra việc một người quá vãng có liên quan với chúng ta về một điểm đặc biệt nào đó đã gợi cho chúng ta một ý tưởng trên cõi chung giới. Và ý tưởng đó đi qua óc xác thịt của chúng ta, rồi chúng ta lại tưởng đó là trực giác. Tức là những ý tưởng của một cái người chết ở cõi chung giới thì nó rất là tầm thường, nó cũng không hơn gì chúng ta. Nhưng mà tự nhiên nó đến thì mình tưởng là hay ho lắm. Nhiều khi nó là sai lầm, bởi vì người chết cũng có thể sai lầm, không phải người chết là lúc nào cũng khôn ngoan. Tuy nhiên, cũng có thể người chết là một người quan sát kém cỏi trên cõi chung giới và do đó những tin tức của y đưa ra sẽ bị sai lạc nhiều. Đó là cái đoạn trên để mà nói về mình phải phát triển cái thể bồ đề, là cái thể cao, thực sự cao, cao hơn cái thể trí và cao hơn, đương nhiên là cao hơn cõi chung giới, cao hơn cái vía. Hãy tránh học hỏi không những là lời khuyên hữu ích cho những kẻ đi trên đường đạo mà còn có ích cho tất cả những người hiếu học. Nếu chúng ta hiểu như thế là không nên tự giới hạn mình trong việc học. Đó đúng là ý nghĩa đích thực của lời khuyên này. Tức là mình cứ nghĩ là mình học thật nhiều là mình thành công, là mình giỏi. Học cũng chưa đủ. Không nên tự giới hạn mình trong việc học. Phát triển quá xa những sự nghiên cứu bị giới hạn bởi những đối tượng bên ngoài đưa đến chủ nghĩa duy vật. Đó. Tức là những nhà khoa học họ học rất nhiều nhưng mà họ chỉ toàn là dùng những cái thí nghiệm cụ thể bằng máy móc thôi. Rồi họ không biết gì về tâm linh cả, họ phủ nhận tâm linh. Họ cho rằng chết là hết, không có linh hồn gì hết, không có kiếp sau, không có ma, không có thần thánh gì hết, là họ duy vật. Đó. Bằng chứng là có biết bao tai họa, sự hy sinh, áp bức, buồn rầu và đau khổ. Bằng chứng là có bao nhiêu lời cầu nguyện dường như không được đáp ứng. Rồi biết bao người đành phải nghĩ rằng sự xung đột và đấu tranh là định luật dưới thế gian này và thiên nhiên không có chút lòng từ bi nào cả. Đó, những cái điều này nó mang đến cái chủ nghĩa duy vật. Tại vì họ nghĩ rằng là chết là hết rồi á, bây giờ chỉ cần sống cho sướng là đủ rồi, chứ còn bây giờ mình có hy sinh cho lắm thì cũng đâu có ích lợi gì đâu. Có nhiều người tốt mà cũng vẫn có số phận hẩm hiu, người xấu thì lại thành công. Những người họ nhìn đơn giản, họ nhìn cuộc đời này như vậy á, thì họ trở thành duy vật. Trái lại, nếu chúng ta nghiên cứu thế giới một cách thật kỹ lưỡng, bao giờ cũng thấy ở đó là một trường học cho đời sống nhập thế trong vô số hình thức. Chúng ta sẽ đạt đến sự minh triết và điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng tất cả đều góp phần vào điều lành tối hậu. Khi mà thần nhãn và quan năng của các cõi cao đã phát triển, sự kiện làm cho mọi người tốt lành không cần phải hiểu bằng cách lý luận cẩn thận vì tất cả đã hiển nhiên trước mắt. Đó. Tức là một khi mà người có thần nhãn giống như ông Edgar Cayce đó, thì là ông nhìn một người là ông biết ngay là kiếp trước người đó đã làm cái gì ác để mà kiếp này phải bị bệnh hoạn như vậy. Đó, thành ra là mở được thần nhãn, nhìn được kiếp trước thì là mình biết cái luật nhân quả là áp dụng đúng thôi. Cho nên là không thể nào mà duy vật được. Đối với người có quan năng mới này không thể có vấn đề duy vật. Rồi, xem thêm một đoạn nữa. Mẹ đâu ngoài đường, mẹ không đâu ngoài đường à?
Ờ đúng rồi, hôm nay thứ bảy mà mẹ đâu có nói được ngoài đường. Đâu có đâu. Danh từ Alaya chỉ có nghĩa là một nơi trú ngụ hay ngôi nhà. Về phương diện bí truyền, bà Blavatsky nói rằng ít ra nó cũng có hai nghĩa. Trước hết là linh hồn phổ quát, kế đó có nghĩa là chân ngã của một vị chân tiên tiến bộ. Đó là nơi trú ngụ thực sự hay quê hương của con người. Là trạng thái phổ quát của cái gọi là bồ đề trong tam thể tinh thần của con người. Alaya. Alaya ở đây bà nói là có hai nghĩa. Alaya là linh hồn và cũng có nghĩa là chân ngã của một vị chân tiên tiến bộ. Đó cũng là trạng thái dương của linh hồn phổ quát, tức là Đức Thượng Đế. Đó cũng chính là linh hồn cao cả theo Emerson, hay chân ngã cao siêu phổ quát của tất cả vạn vật. Đó là cái chúng ta theo Platon, nguyên lý độc lập của vật chất nhưng tác động có phương pháp. Đó là Jivatma của người Ấn Độ, tức nguồn tư tưởng sáng tạo thiêng liêng. Nói cách khác, đó là linh hồn thiêng liêng và phổ quát trong Đức Thượng Đế ngôi hai, mà thể bồ đề là một tia sáng trong mỗi người. Anh hai có biết gì về Alaya không anh hai? Người Alaya, người Phật giáo nói là A Lại Gia Thức đó. Thì ở đây nó có nhiều ý nghĩa lắm. Bởi vì nói thông là học mà nó có sách, mắt có chân. Chứ mà mình nói khơi khơi khi mình nói thật, phải không? Ừ. Nó coi có sách là có sách rồi, phải làm thật ra coi nói cho nó đúng. Mà hồi xưa thì sách có khi nó cũng hiếm. Bây giờ mà muốn chắc ăn rồi bây giờ mở trên mạng, phải không? Trên mạng có nhiều lắm. Nhưng mà thật sự trên mạng cái phần mà biết chi tiết gia có khi họ nói tầm bậy chắc là cả phần biết truyền á, ở trong mà thuật ngữ của thầm học thì có lẽ đúng hơn. Có khi biết gia nói cũng nên chúng ta Alaya theo philosophy nhá. Bây giờ Theosophy Wiki này. Theosophy Wiki, cái này chỉ có tiếng Anh, không có tiếng Việt. Alaya là một cái tiếng chữ Phạn, có nghĩa là nơi ở. Trong Đạo Phật thì nó được dùng để liên quan tới cái chữ tâm thức, hay là một cái nơi chứa đựng của tâm thức. Ở trong Thông Thiên Học thì nó nói về cái universal soul, tức là cái linh hồn thế gian, six universal principle. Theo đối với Thông Niên Học thì Alaya được coi như là cái linh hồn thế gian và nó là cái nền móng của tất cả. Ở trong những cái cosmic, những cái gọi là những cái cõi của cosmic thì Alaya là cái cõi thứ sáu mà đếm từ dưới lên trên, tức là gần cõi thứ bảy rồi, vậy là nó cao lắm. Tuy nhiên nó cũng phản chiếu những cái cõi thấp. Còn ở trong con người thì Bodhi là một cái tia sáng của Alaya. Có một cái synonym, tức là đồng ngữ của Alaya, đó là Anima Mundi hay là Oversoul. Anima Mundi. Ở trong cái giáo lý di truyền mà tuyến một, ở trong mà giáo lý di truyền tuyến một mà tuyến bốn phải đó, thì nói rõ lắm. Ở đây trong cuốn phụ nữ thì nó cũng sơ sơ, nó sơ sơ. Cho nên nó cõi bồ đề
thể bồ đề của con người là một phần của Alaya thôi chứ không phải là tất cả Alaya. Tại vì đây là chân ngã của một vị chân tiên tiến bộ chứ không phải là Alaya là chân ngã của tất cả mọi người. Cho nên nó rất là cao. Nó cũng là chân ngã cao siêu phổ quát của tất cả vạn vật. Đó. Người nào có thể chiếm hữu được sự hiểu biết về cái không hiện hữu, chắc chắn phải làm cho những người không hiểu ý nghĩa triết học chính xác của mấy chữ chót này ngạc nhiên. Hiểu biết về cái không hiện hữu tức là cái mà không có cái hình dáng đó. Mà mình làm sao mình hiểu biết được cái mà nó không có cái hình dáng, không có thật ở cõi đời này thì làm sao mà hiểu được, khó quá. Hiện hữu có nghĩa là đứng ở ngoài, chiếm hữu, hữu thể bên ngoài hay cách thể, cái gì người ta gọi là hiện hữu đều thuộc về tất cả những gì ở ngoài của chính chúng ta. Nhưng sự sống ở trong tâm thức thâm sâu của chúng ta thuộc về một hữu thể riêng cho chính nó, bạn có thể gọi là hữu thể tùy thích, nhưng không phải là hiện thể hay là hiện hữu. Tức là nó là một cái gì bên trong tâm tư của mình nhưng mà nó không có xuất hiện ra cho người khác sờ được. Không có thực tại nào cao hơn thực tại của đời sống. Ý thức đó mà chúng ta vẫn có được vì chúng ta là thành phần của chính Đức Thượng Đế. Đó là cái không hiện hữu mà người trí nguyện phải hiểu cho được. Mọi người đều có bản chất thiêng liêng, nhưng muốn hiểu biết rõ điều đó, con người không nên che khuất ánh sáng riêng của mình. Chừng đó mới không còn bóng tối, không còn ảo ảnh nữa. Mình có ánh sáng thiêng liêng mà mình không biết, tại vì mình bị che khuất. Nếu mình hiểu biết và mình cứ tìm hiểu hoài thì có lẽ mình tu theo gọi là tâm tâm gì nhỉ, tâm pháp, tu theo tâm pháp. Bây giờ thì hết được cái chương 1 rồi, bây giờ mình tạm ngưng ở đây, xong rồi bây giờ mình ra tự do một lát rồi mình quay lại mình học cái phần giáo lý bí truyền của bà Blavatsky nhá. Bây giờ ra tự do có ai muốn nói chuyện gì về cái sự học tiến bộ của cái tuần lễ vừa qua không? Nếu mà không ai nói thì tôi nói nhé. À, trước khi cô Thuấn nói thì cháu xin có một câu hỏi ạ. Ok, anh nói đi. Cháu muốn có một câu hỏi liên quan đến trực giác và linh cảm. Đó là làm thế nào mà mình có thể phân biệt được cái trực giác cũng có thể là cái linh cảm của bản thân ấy. Bởi vì cháu, theo cháu biết thì cái trực giác là nó đến từ cõi bồ đề và nó sẽ không thể sai được. Nhưng mà cái linh cảm của bản thân thì có lúc sai và có lúc đúng. Vậy thì làm sao để mà có thể phân biệt được hai điều đó? Và cái linh cảm thì có phải là cái giác quan thứ 6 không? Và còn trực giác thì bồ đề thì có phải là giác quan thứ 7 không? Xin hết ạ. Thường thường thì mình tu chưa có cao thì thường thường mình chưa có được cái thể bồ đề mạnh mẽ để mà mình có được cái linh cảm của thể bồ đề. Thường thường những cái giác quan thứ 6 của mình nó thuộc về cõi trung giới đó. Ví dụ như là hai mẹ con chẳng hạn. Một người mẹ mà mới sanh đứa con á, thì bà ấy có trực giác rất là mạnh với đứa con. Hay là ví dụ hai chị em sinh đôi chẳng hạn á, thì nhiều khi người em ở bên này bị một cái tai nạn gì tự nhiên, cái người chị ở bên kia tự nhiên cảm giác thấy liền. Thì cái đó nó thuộc về cõi trung giới, tức là cái thể vía người này rung động nó cùng một cái tần số với lại cái thể vía của người kia. Thành ra nó truyền đi trong không gian và nó truyền đến thẳng người chị em, mặc dù là ở rất xa. Thì cái đó nó là một cái loại rung động mà nó liên quan đến thể vía. Ví dụ người này sợ hãi thì nó cùng một cái loại rung động vì hai người là chị em sinh đôi chẳng hạn. Thì nó đưa đến, hay là cái đứa con mà người mẹ sanh ra chẳng hạn thì nó cũng vẫn còn rất là gần gũi với nhau mới sanh ra đó. Cho nên đứa con nó có một cái tai nạn hay nó bị đau ở đâu thì bà mẹ tự nhiên biết những cái đó nó thuộc về thể vía. Đó. Thì thường thường người ta có những cái
trực giác nó thuộc về thể vía nhiều hơn. Còn khi mà trực giác nó thuộc về thể bồ đề đó, thì nó còn cao hơn cái thể trí nữa. Thì những người mà họ tu họ thiền định lâu đó, thì tự nhiên cái óc của họ nó cũng khác đi. Tự nhiên họ sẽ có trực giác, nó gọi là telepathy đó, là gọi là thần giao cách cảm đó. Thì giữa những người mà tu cao, chẳng hạn một vị sư phụ với một đệ tử đó, hai vị đều tu cao và họ có thần giao cách cảm với nhau, thì có thể là đệ tử có một cái chuyện gì xảy ra cho đệ tử đó, ở trong đầu đệ tử nghĩ cái gì có thể vị sư phụ biết được, hoặc là người đệ tử nghĩ đến sư phụ, nghĩ gì đó về ông ấy, đặt một câu hỏi cho ông ấy, tự nhiên ông ở rất xa ông vẫn biết. Cái đó, cái trực giác đó nó thuộc về thể trí, nó không phải là thể vía. Còn nếu mà một cái người mà họ phát triển được cái thể bồ đề đó, thì cái trực giác của họ đó nó rất là mạnh, mà nó bao gồm nhiều thứ lắm, nó từ người đến vật, mà nó không cần phải là thân nhân họ mới có cái trực giác, mà đối với những người khác họ cũng có trực giác đó. Bây giờ anh Hai có thể nói thêm về cái vấn đề này không? Cái vấn đề mà tự giá đó thì mà cần phải cũng là phải thiền anh nói to lên anh Hai. Cái người nào mà muốn đạt được cái trình độ mà có trực giác thì cũng phải thiền định, thiền định dữ lắm mai ra mới đạt được cái trình độ mà nâng cái tâm thức mình, cái tâm thức của mình lên có bồ đề, có trực giác. Đòi hỏi người lắm, mình đa số mà tôi thấy bởi vì cũng cái trải nghiệm, cái trải nghiệm của những, có thể những người nào mà vào samadhi rồi đó, thì mai ra mới nói, mới hiểu tỏ cái ý nghĩa cao siêu của cái trực giác, cái mà Thanh mới vừa hỏi đó. Phải vào samadhi mới được, thực tập được samadhi rồi. Bây giờ tôi nói về kinh nghiệm của tôi nhé. Anh nói những chuyện cao siêu quá thì không ai bắt được. Những chuyện samadhi này nọ tôi còn chưa biết. Bây giờ cái kinh nghiệm của tôi đó, từ vì một thời gian tôi ở bên Pháp tôi ngồi thiền rất là lâu, hồi đó tôi đi học á, thì sau khi cô bạn chết thì tôi rất buồn và tôi ngồi thiền hầu như là mỗi ngày, ngồi thiền rất nhiều tiếng đồng hồ. Thì tôi có một cái loại trực giác nó như thế này. Một người nào ưa thích tôi chẳng hạn á, thì giống như là cái vía của họ bay đến chỗ tôi, họ ịn vào và tôi biết được là họ thích tôi. Hay người nào ghét tôi, họ đưa ra một cái luồng sóng khó chịu, nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng và biết ngay là họ ghét tôi. Đó là cái trực giác đó, nó thuộc về thể vía. Xong rồi lại có một cái trực giác thuộc về thể trí nữa. Là người nào nói xấu tôi, thì cái anh chàng đó là bạn của tôi, nhưng mà vì tôi ngồi thiền nhiều, thành ra những cái hành động của tôi nó hơi quái dị một tí. Thành ra anh ta thấy tôi hơi bất bình thường. Thì anh ta nói với một người ở xa đến, người Việt Nam, tất cả đều Việt Nam, ở thành phố khác đến thăm. Thì anh ta đứng ngồi trong phòng anh ta, mà tôi ngồi nhà tôi là cách mấy cây số. Thì anh ta nói với người kia rằng là chị Thuấn chị kỳ kỳ, không biết, giống như là mắt dây ấy. Anh ta nói câu đó tự nhiên nó đập vào óc tôi biết liền. Đó, tự nhiên tôi biết liền, mà tôi biết là anh ta nói với ai. Thì cái trực giác thuộc về thể trí nó như vậy, nó cho mình biết là ở đâu ra, nguồn gốc là ai nói và nói với ai. Thì không thể nào lầm lẫn được, mình không thể nào mình tưởng là chân sư nói, cái chuyện nó không xảy ra. Nếu mà nó ở thể trí như vậy là mình biết rõ ràng nguồn gốc ở đâu, chứ không phải rằng là anh ta nói chỉ thuấn mắt dây mà tôi lại tưởng chân sư nói là chỉ thuấn mắt dây, chuyện đó không có. Biết rõ ràng là anh ta nói với người kia như vậy, như thế. Xong hôm sau thì anh ta chắc là áy náy, lương tâm hay gì đó, anh ta đến thăm tôi. Thì tôi mới bảo là tại sao hôm qua cậu lại nói xấu tôi. Thế xong rồi là thì anh ta giật mình, anh ta bảo sao chị biết, anh ta nghĩ trong đầu như vậy, sao chị biết. Tự nhiên cái tư tưởng nó đập ngay vào óc tôi. Anh ta nghĩ, tư tưởng nó xẹt ra từ đầu anh ta đến đầu tôi. Xong rồi miệng anh ta thì chối là em đâu có nói xấu chị gì đâu. Đó. Cái chuyện nó như vậy, đó là nói về cái trực giác. Hai loại trực giác mà tôi đã từng kinh nghiệm. Còn cái trực giác thể bồ đề thì tôi chưa có. Đúng là lúc mà chị thiền về cái bức tường trắng đó phải không? Dạ. Đó, thì tất nhiên là cái con mắt của mình á, hình như cái con mắt bên trái á. Con mắt bên trái ha, thì nó liên hệ đến cái trực giác đó.
là cái trực giác của cái hạ trí chứ không phải của cái thượng trí. Cái thượng trí à. Cái con mắt bên trái của mình á, cái này trực giác này nó thuộc về hạ trí và thuộc về cái óc não của mình, nó là cái brain. Tức là nó có cái não bộ mà nó cái luồng sóng này là luồng sóng của cái chất dĩ thái. Đó. Chứ không phải là luồng sóng của thể Bồ đề. Để cái chân không của cái hạ trí đó. Cái hạ trí mà mình tập mình làm nó để cho nó chân chân không, mà lúc mà mình đã thanh lập được cái thể xác của mình nó như là cái tình cảm, cái tư tưởng của mình nó hoàn toàn trong sạch, mà mình thiền cái chân không, mình thiền bước từng cách, tức là mình biết mình gửi cái tâm thức của cái hạ trí của mình á, cái tâm thức của hạ trí mình lên thượng trí mà mình chưa có nghe là chưa có tri thức được đó ha. Thì lúc mà mình tập được cái này thì nó cũng là một cái mà giúp cho mình để đạt được cái trực giác của cái hạ trí, chứ không phải cái trực giác của cái thượng trí. Nó cũng chưa phải tập trực giác của thể Bồ đề, nhưng mà kết cuộc là được cái trực giác thể Bồ đề là con mắt bên phải của mình á, con mắt bên phải mình là nó thuộc về Bồ đề đấy. Từ vì hồi đó tôi chưa có học về thông tin học, thành ra tôi cũng không biết rằng là cái này là thuộc loài thần giao cách cảm, cái này là có thật ở trong thông tin học có nói tới. Từ đó thì là nó bên cái hạ trí đó. Tôi cũng không hiểu nhiều về những cái vấn đề này, mà tôi chỉ thấy là nó làm phiền tôi. Tại vì này, ở đời đó, người ta ít khi người ta nói tốt cho ai lắm. Khi mà tôi biết được tất cả những chuyện người ta nói xấu tôi, chỉ làm cho tôi bực mình thôi. Thành ra tự nhiên đâu có ai chị A để nói với chị B à, chị Tuân tốt quá thế này thế nọ, ít khi lắm. Nhưng mà người ta thấy mình có cái gì chướng mắt là người ta lập tức kể cho nhau nghe. Thành ra cái trực giác này tôi không muốn có nữa, thành ra tôi mặc kệ luôn, tôi không thèm ngồi thiền nữa. Rồi từ từ nó mất đi, nhưng mà lâu lâu bây giờ tôi vẫn có, lâu lâu tôi vẫn có. Thí dụ có một người nào á có ý tưởng muốn ám hại tôi, tự nhiên nó đập vào óc tôi liền à, đôi khi tôi vẫn có. À, bởi vậy nên thành ra chị lúc này giờ chị đã tập được cái vấn đề mở cái hạ trí không à. Mở khi mà mình thiền vào cái bức tường trắng là mình mở cái con mắt bên trái của mình đó. Mà con mắt bên trái là thuộc nó về hạ trí rồi. Cái này gọi là telepathy, tức là thần giao cách cảm. Mình còn sống trong cái tư tưởng cụ thể nhiều là mình thường thường có khi cũng là một người thường thì thường thường khó khó mà đạt được cái trực giác lắm. Còn cái người gia đình như chị thì cũng có thể cũng có tiền kiếp, cũng có căn tu rồi, phải không? Thành ra chị mới gặp cái duyên mai để mà thực hiện được cái thiền đó. Nhưng mà thực sự cái này nó không có hiệu quả gì, không có lợi gì hết. Tự nhiên mình biết những chuyện ta nói xấu mình làm cho mình đó đó em. Thì nó thuộc về hạ trí rồi đó. Không có lợi gì hết. Xong rồi nằm mê thấy chuyện xảy ra ngày hôm sau cũng chẳng có lợi lộc gì cả, thấy mất vui. Mình biết hết chuyện xảy ra ngày sau lại lặp lại những cái chuyện như vậy, chẳng có gì vui vui, vui vẻ hết. Rốt cuộc về sau tôi cũng không ngồi thiền luôn. Rồi từ từ những khả năng ấy nó mất dần đi. Còn nói về cái trực giác của thể Bồ đề thì mình có thể mình phải nghiên cứu thêm để mình xem những kinh nghiệm của những người khác. Nhưng mà mình có thể đọc sách những người ta nói, những kinh nghiệm của những người khác. Ví dụ như là hôm trước tôi có đọc cuốn sách mà tôi đọc chưa xong, cuốn Nirvana đó, có Niết Bàn đó, thì tôi mới đọc được đoạn đầu thôi thì cũng hay lắm. Nhưng mà mai mốt tôi sẽ cố gắng đọc hết. Tập được Samadhi đó, thì lúc bây giờ mới vào cái thái độ đề, vào cái trực giác luôn. Mấy lại tuần vừa rồi, tuần vừa rồi tôi đọc cái cuốn của bà Alice Bailey, tự truyện của bà ấy đó, thì gia đình Phan Lê, tức là anh gì nhỉ, anh gì ai với chị Vui với gì, chị Vui với lại anh gì tôi quên tên anh rồi, chị Vui với anh trai à, anh trai, đúng rồi, anh trai. Dịch cuốn đó thì tôi đọc tôi thấy cũng hay lắm đó. Tại vì chuyện đời của bà ấy kể tất cả mọi chuyện. Nó giúp mình thực tập cái samadhi ở trên cõi Bồ đề đó. Từ từ cái bằng từ kiến thức trong đường. Không, tôi không phải đọc cuốn đó, không phải từ trí tuệ đến trực giác. Tôi đọc cái cuốn tự truyện. Tôi đọc cuốn tự truyện.
tự truyền tức là hồi ký đó. Thì tôi mới thấy rằng bà Alice Bailey là đệ tử của chân sư Ca Hát. Bà ấy đã gặp được chân sư Ca Hát từ năm bà ấy 15 tuổi. Rồi bà ấy cứ 7 năm một lần thì chân sư lại đến gặp bà ấy để mà hướng dẫn cuộc đời của bà ấy. Chân sư đầu tiên là chân sư bảo tính tình bà như vậy, bà sẽ được giao phó một trọng trách, nhưng mà bây giờ bà phải luyện tính tình sao cho tốt. Là từ đó trở đi bà ấy luyện tính tình là không nóng giận, rất là đối xử tốt đẹp với mọi người. Bà ấy biết là bà ấy phải làm như vậy. Thì mới đầu bà ấy hơi tự đắc một tí, bà ấy tưởng bà ấy là gian ác, gian đác đó, gian đác của người Pháp đó. Nhưng mà bà ấy cũng tự cười bà ấy, về sau bà ấy trở nên hiền dịu lắm. Xong rồi chuyện đời của bà ấy thấy cũng có nhiều nỗi khổ lắm. Tại vì có khoảng thời gian bà ấy muốn tự tử luôn. Hay, chuyện hay. Nhưng mà mình biết bà ấy là một đệ tử của chân sư. Mà bà ấy có đến dự cái Đức Phật Hiện 2 lần. Bà ấy có đứng ở một cái vị trí của bà ấy, chắc là vị trí của đệ tử đó. Bây giờ mình 7 giờ hơn rồi, bây giờ mình qua phần thứ hai nhé. Phần thứ hai thì tôi có dịch được một số rồi. Thì tôi đọc cái chỗ mà tôi dịch đó. In riêng cho báo Aryan Press. Bây giờ tôi đưa cái link vào. Cái link này là tiếng Anh. Instruction. Instruction của trường Bí giáo đây này. In riêng cho báo Aryan Press. Lưu ý cần phải hiểu rõ rằng trường này là trường Bí giáo, hoàn toàn tách biệt với tổ chức công khai của Hội Thông Liên Học và không có một mối liên hệ chính thức nào với nó. Trang sau này, riêng tư và bảo mật không phải là sở hữu. Cái bài học này đó không phải là sở hữu của bất kỳ thành viên nào và phải trả lại khi cần cho chủ tịch hiệu trưởng trường Bí giáo. Bây giờ đây là hướng dẫn số 1. Một cảnh báo cho tất cả các học viên trường Bí giáo. Có một định luật kỳ lạ trong huyền bí học đã được xác định và chứng minh bằng hàng ngàn năm kinh nghiệm. Nó luôn luôn áp dụng hầu như trong mọi trường hợp trong suốt 15 năm mà Hội Thông Liên Học đã tồn tại. Ngay khi bất cứ ai cam kết mình là đệ tử dự bị thì một số hiệu ứng huyền bí nhất định xảy ra. Một trong những điều đầu tiên là sự mang ra ngoài mọi thứ tiềm ẩn trong bản chất của người đó, lỗi lầm, thói quen, phẩm chất hoặc những ham muốn đã bị khuất phục dù tốt dù xấu hay trung tính. Ví dụ, nếu một người có tính thích phô trương hoặc một người thích dục tình hoặc tham vọng, cho dù là di truyền, tức là cha truyền con nối đó, hay là nghiệp quả, tức là kiếp trước kiếp sau đó, tất cả những tật xấu đó chắc chắn sẽ bùng phát, ngay cả khi anh ta đã che giấu và kìm nén thành công. Chúng sẽ phô bày ra không gì che giấu được, và anh ta sẽ phải chiến đấu rất khó khăn hơn gấp 100 lần so với trước đây, cho đến khi anh ta giết chết mọi xu hướng như vậy trong chính bản thân mình. Mặt khác, nếu anh ta tốt, hào phóng, trong sạch, và tránh làm điều xấu
hoặc có bất kỳ đức tính nào tiềm ẩn và che giấu trong anh ta thì nó sẽ bị phô ra theo cách không thể chối cãi như mọi điều khác. Do đó, một người văn minh, lịch sự và không muốn bị coi là một vị thánh và do đó mang một cái mặt nạ thì anh ta sẽ không thể che giấu bản chất thật của mình dù là thấp hèn hay cao quý. Đây là luật không thay đổi trong huyền bí học. Hoạt động của nó càng rõ rệt hơn nếu ứng viên càng khao khát và chân thành và nếu anh ta càng quan tâm sâu sắc đến lời cam kết của mình. Vì vậy, tất cả các thành viên của trường này phải được cảnh báo và cảnh giác, thậm chí trong 3 tháng trước khi bắt đầu việc giảng dạy giáo lý bí truyền bắt đầu, mà một số ứng viên có triển vọng nhất đã thất bại một cách thảm hại. Câu cái ngôn huyền bí cổ xưa, hãy nhận biết bản thân mình, thì cần phải được quen thuộc với mọi thành viên của trường này. Nhưng ít ai hiểu được ý nghĩa thực sự của sự hô hào khôn ngoan này của nhà tiên tri Danfit. Tất cả các bạn đều biết ra phả trần gian của bạn, tức là ông bà cha mẹ đó biết. Nhưng ai trong số bạn đã từng truy tìm tất cả các liên kết của di truyền, thiên văn và tâm linh đều sẽ làm cho bạn trở thành bạn là ai? Tức là mình đâu có biết rằng là những kiếp trước của mình là gì mà bây giờ kiếp này mình là ai? Nhiều người đã viết và bày tỏ mong muốn hợp nhất bản thân với chân ngã của họ, nhưng dường như không ai biết được mối liên kết không thể phá vỡ được giữa chân ngã của họ với vị tối cao duy nhất. Tức là mình muốn hợp nhất với chân ngã, nhưng mà từ chân ngã lên đến chân thần thì đến thượng đế thì không thể biết được, có một cái sự liên lạc không phá vỡ. Đối với tất cả các mục đích của huyền bí học, cho dù thực tế hay hoàn toàn siêu hình, kiến thức như vậy là rất cần thiết. Do đó, nó được đưa ra để bắt đầu bài học bí truyền bằng cách hiển thị mối liên hệ này theo mọi hướng với các thế giới. Các thế giới đó là tuyệt đối, tức là cao nhất, rồi nguyên mẫu, rồi tinh thần, rồi chân ngã, tâm linh trung giới và tinh linh. Tinh linh này tôi nghĩ là etheric gì đó. Tuy nhiên, trước khi chúng ta có thể chạm vào các thế giới cao như nguyên mẫu, tinh thần, chân ngã, chúng ta phải làm chủ các mối liên hệ của cõi thứ 7, thế giới trên mặt đất, tới những cõi sát liền bên thế giới này. Tức là mình phải làm chủ các mối liên hệ của mình với lại cái cõi trung giới đó. Cõi trung giới với cõi thượng giới là những cái cõi sát liền. Rõ ràng rằng một khi cơ thể con người được thừa nhận có mối quan hệ trực tiếp với các thế giới cao hơn như vậy, việc chuyên môn hóa các cơ quan và bộ phận của cơ thể sẽ cần phải đề cập đến tất cả các bộ phận của cơ thể người mà không có ngoại lệ. Đấy, khi cơ thể của mình thì có mối quan hệ trực tiếp với những cái thể cao, thể thanh của mình đó và những cái thế giới cao như vậy đó, thì bây giờ mình nhìn những cái bộ phận của cơ thể của mình phải biết rằng là nó như thế nào. Trong con mắt của sự thật và tự nhiên, không có một cơ quan nào cao quý hay xấu xa hơn một cơ quan khác. Tức là tất cả những cơ quan, cơ phận trong cơ thể mình đều là tốt đẹp, không có cái nào xấu. Người xưa coi những cơ quan linh thiêng nhất lại là những cơ quan mà chúng ta liên tưởng đến với cảm giác xấu hổ và bí mật, vì chúng là những trung tâm sáng tạo tương ứng với lực sáng tạo của vũ trụ. Đó. Thì người xưa coi mấy cái chỗ mà gọi là sexual organ của mình á, người ta lại coi là những cái đó là linh thiêng, tại vì nó là sáng tạo, những cơ quan sáng tạo. Do đó, những huyền bí gia đã được nghe cảnh báo rằng trừ khi họ chuẩn bị nhận mọi thứ theo tinh thần của sự thật và tự nhiên, và quên đi quy tắc của sự giả dối được tạo ra bởi sự giả hình và sự lạm dụng đáng xấu hổ của các chức năng nguyên thủy đã từng được coi là thần thánh, thì tốt hơn là họ đừng có nghiên cứu về huyền bí học. Đó. Tức là những huyền bí gia đó, bây giờ khi mà mình hiểu được là ở trong huyền bí người ta coi trọng những cái cơ quan sinh dục chẳng hạn, thì mình đừng có mà bắt chước những cái điều bây giờ là khinh bỉ những cơ quan đó rồi coi nó là xấu xa, rồi lạm dụng này nọ.
thì cái đó là thuộc loại giả đạo đức. Thì mình quên thì mình đừng có học ở huyền bí học. Rồi bây giờ tôi mới dịch được cái đoạn đó, bây giờ mình phải đọc tiếp cái đoạn tiếng Anh. Giờ anh hai có muốn bàn gì cái đoạn này không hay là để tôi đọc tiếp? Bây giờ đọc tiếp nhá. Thì cái này là hơi ít. Bây giờ tới ôm. Bây giờ tôi đành phải dán cái đoạn tiếng Anh nhưng tôi chưa có dịch. Dán cái đoạn tiếng Anh vào đây xong rồi tôi đọc tới đâu tôi dịch sang tiếng Việt tới đó. Ôm vị chân sư người người Aryan là giống dân thứ năm á, là người con của giống dân thứ năm, thì dùng cái chữ này để bắt đầu và chấm dứt cái câu chào của ngài đối với lại loài người. Và ông ta cũng nói với người một những cái sự hiện diện không phải là loài người. Omani, vị chân sư người Turanian, người Turanian này là người mà trộn giống dân thứ năm với giống dân thứ tư đó, thì thầm câu đó, vì này là người kế thừa của giống dân thứ tư, và sau khi ngừng nghỉ thì ông ta thêm câu Padmehum, tức là Omani Padmehum, mà tiếng Việt Nam mình gọi là Omani Padme Hồng. Cái câu lời gọi là lời chú nguyện này thì đã được dịch một cách sai lầm xa bởi những cái vị nghiên cứu về những cái nhà nghiên cứu về Đông Phương Đông Phương học thì họ đã dịch sai lầm là ô viên ngọc ở trong đóa hoa sen, tại vì mặc dầu là cái chữ ôm là nói tới nhắc tới thượng đế Padme thì có nghĩa là ngôi xe bông hoa sen, và Mani là một viên ngọc, thì không có phải như vậy, không có phải ý nghĩa của cái câu đó như vậy, thành ra là dịch sang như vậy là không đúng. Cái vụ mà tiếng ôm với ôm mà đi bắt mày hôm nha. Rồi anh nói đi. Rồi cái vấn đề này đó thầy anh cho em coi lại nha. Chính nhờ lưu truyền nhắc nhở mình là cái người mà thuộc căn chủng thứ năm, tức là Aryan. Aryan thì người căn chủng thứ năm là người Âu Châu Mỹ rồi. Vâng. Thì nghe phải chỉ sử dụng tiếng ôm không à, chứ không được dùng cái câu mà chú ôm mani bắt mi ôm. Tại sao anh em coi lại bởi vì thành ra cái đoạn mà chị Gia Thức nói là người Tây Theo người Tây Phương họ không biết cái vụ mà ôm mani bắt mi ôm, họ chỉ nói ôm thôi á. Mà tiếng ôm không à, bởi vậy thành ra cái căn bản của cái căn chủ mà thứ năm á là phải luôn luôn phải nhớ tiếng ôm. Bởi vậy anh em thấy thiên chúa giáo đức cắt đức cha giám mục rồi đó, khi mà nói câu thường chữ amen không à. Amen là tiếng ôm á. Nói là cái tiếng amen này là tiếng ôm đó. Nhưng mà đối với người con chiên thì họ cũng không biết. Nhưng ông cha có khi cũng không biết nữa cái tiếng ôm này nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa mà bí truyền của nó là cao siêu, là thượng đế. Tiếng ôm là thượng đế rồi. Thành ra đa số người Tây Phương là đều tin thượng đế chứ đâu có tin Phật đâu. Không? Người công giáo sau này công giáo có tiến bộ chút là mà tin có Phật. Chứ thật sự họ không tin có Phật, họ tin thượng đế. Thành ra cái người mà theo giáo lý tiền thì họ cái phần như vướng nói
cái người mà tu theo mà bên ở Tây Phương đa số là phải thiền về thánh nữ ôm mà thôi. Nên là thiền thánh nữ ôm là cái người này có thể là hợp nhất với họ với thượng đế vậy thôi. Thiền về thánh nữ ôm như thế nào anh? Không lẽ họ ngồi họ cứ đọc cái câu ôm ôm như vậy sao? Không, không phải mà đơn giản là mình nói như vậy nhưng mà có làm được hay không, có đúng không, nó đòi hỏi kỹ thuật chứ không phải. Chứ không phải mà nói được không, mình cho tự nhiên ông cha nói amen cái chặt lắm, đâu phải vậy. Ông ban phép lành cho mình á thì nói amen, nhưng mà khi mà thiền rồi thì không phải chữ amen nữa, mà nó có ý nghĩa cao siêu lắm. Mà cái ông này nói là như mà tôi đã từng nói là hiện thân cái biểu tượng của cái cung Kalahamsa. À, anh hai ơi, nếu mà thiền về chữ ôm thì tôi nghĩ là có thể mấy người Bà La Môn là thiền như vậy, chứ mấy người Thiên Chúa Giáo ở đâu có thiền như vậy đâu. Không biết, nhưng mà thực sự theo về bí truyền người ta nói vậy đó. Cái người Arigen đó, thì Arigen hình như nó thuộc Bà La Môn là đúng đúng. Thì cái họ biết đó. Mà Arigen cũng là cái người Tây Phương đó, gốc là căn chủng thứ 6 hay căn chủng thứ 5 đó. Arigen là Bà La Môn đó. Mà nó thành ra mà thiền cho thánh ôm là cái người này luôn luôn tin tưởng là người này ngồi ở trên lưng con bạch hạc Kalahamsa đó, con bạch hạc á, là con bạch hạc này là tượng trưng cho thượng đế đấy. À thấy không, anh thấy không, mà mình giả thể mà thiền thánh ôm mà mình có cái tư tưởng này là mình ngồi trên lưng con bạch hạc thì mình sẽ hợp nhất mình với thượng đế. Bây giờ tối nay tôi ngồi thiền tôi có nên nghĩ như vậy không? Anh hai, bây giờ tối nay tôi ngồi thiền tôi có nên nghĩ như vậy không? Chị tôi đâu phải thuộc Arigen đâu mà nghĩ chị số là chi chủng của căn chủng thứ tư là phải thiền ôm mà này bắt mày ôm. Nó đó thì phải học cái chuyện nó hay chỗ này, mình phải biết cái đó thì lần lần nó mới có kết quả. Chứ mình mà không biết mình thiền, mình là người của Đông Hương, người của căn chủng thứ tư, chi chủng căn tư thứ tư, mình thiền cái kia có khi nó không hợp tên, không đúng. Đoạn sau này giải thêm về cái câu đó. Để tôi đọc tiếp nhé. Ở trong cái câu này là cái câu mà thần chú mà rất là linh thiêng của tất cả những người phương Đông, thì không những nó có những cái vần điệu và có một cái sức mạnh để tạo ra một cái kết quả nhất định. Nhưng mà cả cái câu này đó thì có 7 cái ý nghĩa và tạo ra 7 cái kết quả khác nhau. Mỗi một cái thì có thể khác với cái kia. Bây giờ 7 cái ý nghĩa và 7 cái kết quả tùy thuộc theo cái giọng đọc mà mình đọc cái câu đó lên và đọc mỗi một chữ của cái câu đó. Và ngay cả những cái con số của những cái chữ đó thì nó thêm vào hay là nó giảm bớt tùy theo là mình cái dòng đọc của mình, tức là dòng đọc cao thấp nữa, tức là cái gọi là dòng giống như dòng ca đó, trầm hay là thanh đó, rồi là cái nốt đó. Cho nên rằng là bây giờ đó, đúng thì lúc bây giờ nó có FA. Mà nó có FA khác nhau. Nếu mà đọc theo kiểu mà lên cao xuống thấp khác nhau là nó ra kết quả khác. Cho nên rằng là bây giờ đó thì người học viên cần phải hiểu rằng là cái hình thức, tất cả những cái hình thức thì nó đều những có những con số nó nằm ở dưới. Và những con số này nó sẽ tạo ra cái âm thanh, nó sẽ hướng dẫn cái âm thanh. Và cái con số mà nằm ở dưới gốc của vũ trụ, những con số mà nó có những cái tỷ lệ rất là điều hòa, thì nó sẽ hướng dẫn cái sự khác biệt của những cái vật chất đồng nhất, mà nó hướng dẫn nó làm cho thành những vật chất khác khác biệt ra. Đó, tức là từ những vật chất mà đồng nhất, thuần nhất, nó trở thành ra những vật chất khác.
và những và con số, một con số và những con số sẽ làm tạo ra những cái giới hạn đối với lại những cái vận động của thiên nhiên. Chúng ta biết được những cái con số liên quan đến cái principle, tức là cái gì nhỉ, cái nguyên lý căn bản của mỗi một vật chất và những sub element, tức là những cái vật chất nằm dưới lò nữa, thì chúng ta phải học hỏi những cái sự mà nó tác dụng lẫn nhau và cái điều huyền bí của những cái sự biểu hiện của thiên nhiên và những cái luật liên quan sẽ dắt bạn đến cái sự tìm ra được những cái điều bí ẩn nhất, những điều bí ẩn nhất của cái cuộc sống microscopic life, tức là cuộc sống này của chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta đi đến những cái vấn đề mà thuộc về vĩ mô, thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái phần vi mô, có nghĩa là chúng ta phải học về con người. Con người thì thuộc về vi mô, và trong cái trường hợp này đó, thì khoa học vật lý đã bắt đầu từ suy diễn ra từ cái trường hợp, những trường hợp đặc biệt trở thành ra thông lệ. Và tuy nhiên trong lúc đó, tại vì chúng ta phải có một cái nốt nhạc gì đó để mà phân tích và hiểu biết tất cả những cái sự phối hợp của những cái sự khác nhau của những âm thanh, thì chúng ta không bao giờ quên cái phương pháp của ông Plato, mà ông ta bắt đầu bằng một cái nhìn chung của tất cả, và đi từ universal, tức là đại đồng, cho đến cá nhân, cho đến cá thể, đi từ đại cương đến trường hợp cá biệt. Đây là cái phương pháp mà người ta dùng toán học, mà chỉ có toán học là cái môn khoa học chính xác nhất trong thời gian này. Bây giờ chúng ta nghiên cứu về con người. Do đó chúng ta hãy tách biệt anh ta ra từ cái vũ trụ này, nhìn anh ta đứng một mình, nhìn từ một cái phương diện mà anh ta khác với lại cái Heavenly Man, tức là Adam Cát Mông, anh ta khác nhau với lại người của thiên đàng là Adam. Ở trong cái vũ trụ thì được biểu hiện bằng Adam Cát Mông, và cái sự liên là những cái sự mà equivalent, tức là những cái gì tương đương của anh ta ở trong cái môn triết học. Và chúng ta sẽ trở lại, hoặc là chúng ta trở về vào cái môn huyền bí học Black Magic, mình gọi là gì? Phù thủy, phải không? Chúng ta sẽ coi chừng chúng ta sẽ rớt vào cái trò phù thủy, hoặc là chúng ta sẽ thất bại. Cái câu Om Mani Padme Hum này đó, khi mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng đó, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó tạo ra bởi cái câu là ô viên ngọc ở trong cái bông hoa sen, thì cái đó nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thực ra cái chữ Om Mani Padme Hum này đó, thì nó có chứa một cái điều liên quan tới một cái sự phối hợp mà không ngăn cách được giữa người và vũ trụ. Và nó đã tạo ra trong 7 cách khác nhau, và có cái khả năng bằng 7 cái lối áp dụng, cũng như là 7 cái cõi để mà hoạt động và tư tưởng. Từ bất kỳ cái phương diện nào mà chúng ta nghiên cứu nó, thì nó có nghĩa rằng là tôi, I am that I am.
tôi là tôi. I am in thee and thou art in me. Tức là tôi ở trong bạn và bạn ở trong tôi. Theo cái lối này và một cái người trong sạch và cái sự tốt đẹp thì sẽ trở thành thượng đế đó. Nếu mà một người mà trong sạch và tốt đẹp thì người đó trở thành thượng đế. Dù là cái điều này nó mình đã được biết rõ ràng hay là mình vô tâm mình không biết thì nó sẽ mang đến một cái kết quả mà không thể nào tránh được. Trong trường hợp thứ nhất, nếu mà một vị chân sư, một vị hoặc là một vị được điểm đạo ở trên con đường huyền bí chính thống, để tôi dán thêm khúc nữa. Thì điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ có thể hướng dẫn một cái dòng điện tốt đẹp và bảo vệ. Như thế thì ông ấy sẽ làm lợi và bảo vệ được nhiều người và ngay cả giúp đỡ được nhiều quốc gia. Trong trường hợp thứ nhì, mặc dù là cái người đó họ không biết là họ đang làm gì, thì cái người đàn ông, cái người tốt này sẽ trở thành một cái tấm bảo vệ cho bất cứ ai mà ông ta đang ở gần. Đó là sự thật. Nhưng mà tại làm sao, như thế nào và tại sao thì mình phải giải thích. Và cái điều này chỉ có thể được làm được khi mà cái sự hiện diện của mình nhá. Và cái sức mạnh của những con số nó được xuất hiện trong cái âm thanh, và như thế thì những chữ và những câu đã được đọc lên một cách rõ ràng. Cái câu chú Om Mani Padme Hum thì đã được chọn lựa để trình bày ra, bởi là nó có một cái sức mạnh vô cùng lớn ở trong miệng của một vị chân sư. Và nó cũng có sức mạnh khi mà nó được đọc bởi bất kỳ ai. Cho nên rằng là bạn phải cẩn thận. Ai mà đang đọc những cái này thì phải cẩn thận. Đừng có dùng những cái chữ đó một cách bậy bạ, nhất là khi mà bạn đang nổi giận. Nếu không thì bạn sẽ trở thành nạn nhân của nó. Và nhất là tệ hơn nữa là bạn sẽ làm cho những người mà bạn thương yêu sẽ bị nguy hiểm. Đó, cái câu Om Mani Padme Hum. Khi mà mình tốt đẹp hay là một vị thánh nhân đọc cái câu đó ra thì sẽ rất mang đến những cái luồng điện rất là tốt và những cái năng lực bảo vệ những người khác hoặc là bảo vệ cả những quốc gia. Nhưng mà nếu mình nổi giận hay là mình đang xấu xa mà mình đọc cái câu lên thì sẽ mình làm hại mình và làm hại những người thân của mình. Anh nói tôi đâu nghe gì đâu. Cái này đâu phải muốn đọc thánh thư ông mà này bắt em lúc nào cũng đọc đâu không đâu 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 được lúc phải thiền định rồi mình mới đọc, chứ đâu phải mà cũng như bên Phật giáo là lúc nào cũng ám mà này bắt em học đâu mà trận đất hà hại người ta hơn, chứ không phải như vậy lắm. Nó thuộc về cái truyền. Bây giờ những cái nhà Đông phương học không biết gì thì cả đời của anh ta chỉ toàn là nhìn những cái gì bên ngoài, thì anh ta sẽ bảo với bạn rằng là anh ta sẽ cười nhạo cho báng bạn và cho rằng bạn mê tín dị đoan, rằng là ở bên Tibet là bên Tây Tạng đó, thì là cái câu này là cái câu mà 6 chữ mà người ta đọc đi đọc lại và nói rằng đã được đem đến cho
đem đến cho họ bởi những cái nước ở cái vùng Đông Á, bởi Padmapani rồi gì đó. Nhưng mà ai là cái ông Padmapani này? Mỗi một người trong chúng ta cần phải hiểu rằng ông ta, tại vì phải tự must recognize him for himself. Mỗi người trong chúng ta phải tự hiểu mình và biết khi nào mình đã sẵn sàng. Mỗi người trong chúng ta thì đều có ở trong bản thân mình một viên ngọc trong cái bông hoa sen, và gọi nó là Padmapani, hay là Krishna, hay là Đức Phật, hay là Đức Christ, hay là bất cứ cái tên gì mà chúng ta có thể cho cái đại ngã của mình. Cái câu chuyện mà về bề ngoài thì nó như thế này. Đức Phật cao nhất, hay là Đức Phật A-di-đà, thì ở trong cái lúc mà tạo ra con người đã tạo ra một cái ánh sáng, tia ánh sáng màu hồng tỏa ra từ con mắt phải của Ngài. Và cái tia sáng đó nó có một cái âm thanh, nó tạo ra một âm thanh và trở thành cái câu, và trở thành cái vị Bồ Tát tên là Padmapani. Sau đó thì Đức Phật mới cho cái dòng đó từ cái con mắt hai, tức là tỏa ra, toát ra từ con mắt thứ trái của Ngài. Đó. Con mắt phải thì đưa ra một cái vị là vị Bồ Tát là Padmapani. Và con mắt trái của Ngài thì đưa ra một cái tia sáng màu xanh. Và trở thành hai Dharma là cái gì? Dharma mà lại trinh tiết nữa. Để tôi tra cái chữ Dharma nhé. Dharma này là tiêu Sophie thì mới được. Không có tình cảm để tưởng là cái đĩa đồ ăn. Dharma phải không? Dharma là con mắt giác ngộ á. Thế à? Tu việc Jin Dharma, hai vị Dharma mà trinh tiết chứ không phải con mắt giác ngộ. Phải à? Con mắt giác ngộ đây không có định nghĩa. Không có định nghĩa, chỉ biết là hai Dharma trinh tiết thôi. Thì hai cái vị này đó có cái khả năng để mà làm cho những cái đầu óc của những người xung quanh trở thành giác ngộ, enlighten the minds of living beings. Rồi Đức Phật A Di Đà sau đó mới gọi cả cái ba cái người đó gọi là O Mani Padme Hum, là tôi là viên ngọc ở trong ngôi bông sen, and in it I will remain, là tôi sẽ ở trong đó, tức là tôi là viên ngọc trong bông sen và tôi sẽ ở trong bông sen. Rồi sau đó Padmapani là cái người mà nằm ở trong cái bông sen thì hứa sẽ không bao giờ ngừng làm việc cho đến khi nào mà ông ấy làm cho tất cả nhân loại biết được cái sự hiện diện của ông ấy, và như thế là ông ấy sẽ cứu được mọi người khỏi bị luân hồi. Ông ấy hứa sẽ làm cái chuyện này trước khi mà cái Kalpa này chấm dứt. Và ông ấy nói thêm rằng là nếu mà trường hợp ông ấy thất bại thì ông ấy nguyền rằng là cái đầu óc ông ấy sẽ làm bể ra thành ra muôn vàn mảnh nhỏ. Sau đó, đó thì là cái Kalpa nó chấm dứt. Nhưng mà nhân loại không có hiểu ông ta. Sau đó thì ông Padmapani, đầu của ông ta đã bị bể ra thành ra 1000 mảnh. Thì khi đó đó là Đức Phật A Di Đà mới rất là cảm động. Ngài bèn gắn những cái mảnh đó lại thành ra 10 cái đầu. Ba cái đầu màu trắng và 7 cái đầu với nhiều màu khác nhau. Và từ cái ngày đó cho đến giờ
thì mình thì con người trở thành một cái con số hoàn hảo, đó là con số 10. Con số 10 là vì làm thành 10 cái đầu á. Đó, cái đoạn này đó. Đó, cái đoạn này mổ ha. 3, 7 và 10 đó là số chân kinh đó. 3 cái đầu thì màu trắng, 7 cái đầu là 7 màu. Nếu thượng đế ba ngôi đó. 7 chân dân của mình. 7 là 7 giống dân hay là 7 cõi, 7 cành. Con số 10 là con số sáng tạo là muôn loài vạn vật. Dạ, con số 10 này cũng quan trọng lắm. Đó, cái này thì là cái này thì nó nằm trong cái cuốn Giáo Lý Bí Truyền, cái quyển số 2, trang 178, 179. Đó, thì cái này là trích đoạn ở trong đó đó. Thì giờ trong cái chuyện kể này thì cái điều mà cái năng lực của âm thanh, màu sắc và con số thì đã được đưa vào một cách khéo léo để che phủ cái ý nghĩa về thần huyền bí của chúng nó. Đối với người bên ngoài thì nó đọc giống như là có những cái chuyện kể về cái sự tạo thiên lập địa, giống như là một cái chuyện kể vớ vẩn. Nhưng mà thực ra là nó chứa đựng tất cả những cái điều gì thuộc về thiêng liêng và tinh thần. Và như vậy đó, và magical đó, rất là huyền bí. Từ Đức Amitabha, tức là chắc là Đức Phật A Di Đà đó, thì không có màu gì, tức là màu trắng. Màu trắng này rất là huy hoàng. Từ cái màu trắng huy hoàng này mà mình tạo ra được 7 cái màu khác nhau của cái gì nhỉ, cái prism là cái lăng kính, cái lăng kính, quang phổ lăng kính. Thì mỗi một cái màu này lại tạo ra một cái âm thanh, và như thế là mình có 7 cái âm thanh của cái âm nhạc của chúng ta, âm nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si đó. Rồi ở trong cái môn toán học á, thì là có cái môn hình học. Và cái môn hình học này thì nó liên quan đến cái môn architecture, tức là kiến trúc. Và như thế thì nó cũng liên quan đến cái sự tạo thiên lập địa. Như vậy là 10 yods của Pythagorean tetrad, tức là cái tam giác của ông Pythagore đó, thì trong đó nó có 10 con số, hay là gọi là tetratis, thì trở thành ra một cái symbolize, là trở thành một cái tượng trưng cho vĩ mô, và cho vi mô, tượng trưng cho người, tượng trưng cho hình ảnh của người. Và cũng được chia ra làm 10 điểm. Cho cái thiên nhiên này chúng ta như là chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà trước khi mà chúng ta có thể chứng minh được cái sự liên quan chặt chẽ giữa vĩ mô và vi mô, thì chúng ta cần phải giải thích một vài điều. Đối với người học viên mà đang nghiên cứu về môn khoa học bí truyền, với hai cái mục đích. Một là chứng minh rằng là con người thì là một, với lại ở trong về phương diện tinh thần và vật chất, và cái tinh túy của vật chất với absolute principle, tức là nguyên lý tuyệt đối, và với thượng đế và với thiên nhiên. Và điều thứ nhì đó là chứng minh rằng là sự hiện diện ở trong con người, những cái khả năng tiềm ẩn mà nó cũng có ở trong những cái khả năng
ở trong những cái năng lực cấu năng lực sáng tạo của thiên nhiên. Khi mà chúng ta có thể biết được, để hiểu rõ về cái sự liên quan giữa màu sắc, âm thanh và những con số, thì chúng ta cần phải biết cái đó trước. Đó. Khi mà chúng ta biết được tất cả những cái đó thì chúng ta có thể có phát hiện ra những cái năng lực. Như tôi đã nói thì cái công thức thiêng liêng của miền Đông, Om Mani Padme Hum, đã được tính toán để làm cho những cái sự, những cái giá trị liên quan này và những cái hoạt động của nó rõ ràng đối với người học viên. Bây giờ tôi nói tiếp, hãy để cho những người nào mà cảm thấy mình hãy còn là giống như trẻ con, mà đi tới được bao nhiêu là những điều bí ẩn mà đang được tiết lộ ra, phải có một cái đầu óc rất là trân trọng, và ngay cả bây giờ mình nhắc tới những cái điều đó thì nó cũng không có được tốt cho lắm. Và như thế thì đối với cái thời mới của chúng ta này thì mình nói tới những cái chuyện đó thì nó có vẻ như là hỗn láo đó. Thì những người như thế thì hãy đừng có học nữa. Nếu mà nghĩ như vậy thì đừng có tiếp tục học. Tại vì tôi sẽ phải dùng những cái chữ, và tôi phải bắt đầu ngay, nhất là trong lúc đầu tiên tôi sẽ phải nhắc tới những cái cơ phận bí mật và những cái hoạt động của cái thể xác con người. Mà nếu mà chỉ cần nhắc tới nó thôi thì cũng sẽ tạo cho người ta những cái cảm giác ghê tởm và xấu hổ, hoặc là một cái cười rất là nhạo báng. Đó. Nếu mà cái cảm giác như vậy mà dẫn cả bao nhiêu thế hệ của những cây bút mà viết về những cái công thức symbology đó và về tôn giáo, từ cái ngày mà ông Kitcher, ông ấy đã làm vật chất hóa tất cả những cái hình dạng và những cái symbol đó, thì bằng cái tư tưởng, bằng những tư tưởng dơ bẩn của họ, thì sau cùng ông ta đã gọi tất cả các tôn giáo, kể cả Thiên Chúa giáo, như là những cái người mà đi tôn thờ gì, phallic worship, và tôn thờ những cái phallic này mình nên dịch là thế nào nhỉ, tôn thờ giống như tôn thờ mấy cái organ, những cái cơ phận sinh dục. Cái điều đó đúng, mà ngay cả từ cái ngày mà ông Pythagoras và ông Plato, thì ngay cả những ngày từ đó mà bây giờ những cái giáo phái bên ngoài đã bắt đầu trở nên tồi tệ, cho đến khi mà họ làm cho những cái symbolism, là những cái biểu tượng đó, họ làm cho những biểu tượng trở thành thấp hèn, cho đến nỗi mà họ lại đi họ tôn thờ, họ có những cái sự tôn thờ về những cái sự mà những cái hoạt động tính dục đó. Thì họ làm họ tệ như vậy, có những cái giáo phái họ làm tệ như vậy. Do đó mà những cái người mà thực sự là những nhà huyền bí gia đó sẽ nhìn những cái đó và họ sẽ cảm thấy khinh bỉ. And so all and come time with every regard the so-called personal vote. Để tôi đọc tiếp cái đoạn kia mới được.
thêm một cái đoạn này nữa vô mới giải thích được. Thì do cho nên rằng là những có những cái vị huyền bí gia đó, họ nhìn những cái gọi là personal god hay là những cái thờ cúng của nhiều ngôi nhà thờ ngoại giáo hay là thiên chúa giáo, thì họ cảm thấy họ chê bai, họ khinh thường. Nhưng mà ngay cả trong những ngày của ông Plato thì nó không phải như vậy. Nó là cái sự mà persecution, tiếng Việt là gì nhỉ? Persecution. Lên thập tự giá vậy. Bị đóng đinh trên thập tự giá. Bức hại. Không nói persecution, nói chung chung thôi, không có nói nhiều loại bức hại khác nhau, không phải đây là chuyện nói chung. Nó là cái sự bức hại của cái hero plan này tiếng Việt là gì? Copy này. Những hero plan là chữ tượng hình, sao lại có chữ tượng hình ở đây? Person không phải chữ tượng hình. Đây là một vị interpret sacred mystery, esoteric principle. Hero plan là một cái vị giáo sĩ. Đây là cái sự bức hại của những vị giáo sĩ thật, những vị chân thực, và cái sự cuối cùng mà họ chèn ép những cái điều bí ẩn này. Và những cái điều đó thì làm trong sạch tư tưởng của con người, đã dẫn đến cái sexual worship tantrika và trở thành, họ đã quên đi những sự thật của Thượng Đế và họ đi tới black magic, tức là trở thành những cái trò phù thủy, mặc dù họ biết thật hay là không. Tức là họ bức hại những cái mà tinh thần đó. Black magic. Ma thuật đen, ma thuật. Anh Văn có góp ý gì không anh Văn? Anh Văn có đó không? Có hả? Đang có hả? Em Văn có mà. Dạ không, mới vô lại chị. Ồ, mới vô lại à. Thì nãy giờ cũng chỉ nói là tôi tóm tắt nãy giờ nhé. Nãy giờ cũng mấy trang rồi đó, nhưng mà cũng chỉ nói tóm lại đó là khi nào mà mình đọc cái chữ Umani Bát Minh Hùng á, là mình phải có cái lòng trong sạch. Đó, còn nếu mà mình đang nổi giận, mình đọc cái đó là mình làm hại mình và hại người chung quanh. Yeah. À, còn nếu mà câu thần chú đó nó rất chú là cao, khi đọc yeah. nó tạo cái năng lực á. À. Có thể năng lực kiến tạo, năng lực phá hoại, thì nó phải cẩn thận. Cẩn thận khi đọc cái đó. Mình phải giữ cái lòng trong sạch, mà nếu mà một vị chân sư mà đọc cái đó thì có thể giúp đỡ rất nhiều người và giúp đỡ cả nước, nhiều nước quốc gia đó. Rồi đó là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ nhì đó là ở trong huyền bí đó thì người ta tôn thờ những cái mà bộ phận sinh dục đó, thì cái đó mình không được hiểu nghĩa. Nhưng bây giờ đó là người ta, nếu mà người ta nhìn những cái đó người ta khinh bỉ. Nhưng mà thực ra đó, đối với người xưa, đối với những tôn giáo xưa thì cái bộ phận sinh dục là tượng trưng cho Thượng Đế, tức là Thượng Đế sinh ra loài người, sinh ra muôn loài vạn vật. Thành ra người ta thờ cúng nó có nghĩa như vậy, trân trọng nó như vậy. Nhưng mà bây giờ đó nhiều người thì là họ lại chèn ép những cái giáo sĩ thời xưa như vậy và họ tạo ra những cái sự họ khinh thường, rồi thì họ lại dẫn đến ma thuật đen.
mà không phải bây giờ, mà ngay từ cái thời ông Plato đã vậy rồi. Tự vì người ta không có hiểu những cái điều bí truyền, và người ta không có hiểu cái ý nghĩa thiêng liêng, và người ta bắt đầu hãm hại những cái vị giáo sĩ thực sự, tại vì họ quên cái ý nghĩa thần linh, và người ta dẫn đến là hoặc là họ đi trở về là sexual worship, tức là tôn thờ những cái hành động về thuộc về sexual, hoặc là người ta làm magic, black magic. Bây giờ tôi đọc thêm đoạn nữa nhé. Rất nhiều người đã viết về cái vấn đề này, nhất là trong cái phần cuối của thế kỷ của chúng ta, ai cũng có thể tự đọc cho mình những cái bản viết giống như là của ông Payne Knight, Higgin in Man for Long, và sau cùng là của ông Hagra Jennings. Thì cái mà thờ cúng bộ phận sinh dục á, thì tất cả đều dựa trên sự thật, nói về sự thật. Nhưng mà tất cả những cái sách của họ thì đều là sai lầm. Khi mà họ quyết định, họ bắt đầu kết luận và họ suy diễn thì họ đều sai lầm. Sự thật thì họ viết đúng, nhưng mà đến lúc mà họ suy diễn tán cho cái lời phê bình của họ vào thì đều sai. Tất cả những điều nói trên là để nói cho những học viên để mà hiểu rằng là bao nhiêu là những vị huyền bí gia đã cảm thấy rất là cay đắng vì đã bị giáo hội đó và những người mà có đầu óc và duy vật đó, họ nghĩ và họ nhìn thấy những cái symbol này đó thì họ khinh miệt. Thì đừng có vội vã, học viên mình đừng có vội vã nhảy tới cái kết luận rằng là sau cùng thì là những cái môn học về huyền bí học này thì cũng là chẳng có cái gì hay ho, mà chỉ dựa thêm một cái căn bản về sex. Đàn ông và đàn bà ở trong cái phương diện thể xác thì chỉ là những cái con thú vật cao cấp, và những cái phần ở trong cái thể xác của họ thì phải mình, nếu mà mình gọi tên thì mình phải gọi nó để cho học viên có thể hiểu được. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ tới những cái hành động không được sạch sẽ về những cái bộ phận đó nó liên quan, thì trong cái trường hợp này của chúng ta nhân loại thời bây giờ thì đừng có chống lại cái chuyện rằng là mỗi một cái bộ phận đó đã tiến hóa và đã được phát triển để làm 6 cái bổn phận ở 6 nơi, ở 6 cái plan of action, không biết là gì, plan of action, tức là ở 6 cái cõi trên của mình, ngoài cái cõi thứ 7 là cái cõi thì có vật chất của mình. Vậy những cái bộ phận đã ở trên những cái cõi khác là nó có những cái hoạt động khác. Cái điều này á là đủ để cho là một cái bài giảng đầu tiên. Bài giảng đầu tiên và những cái điều giảng xa tiếp theo sau. Bây giờ tôi copy thêm một đoạn nữa.
Thầy hay đó anh dạ. Còn phần này hay quá anh dặn, anh dặn góp ý cái vụ này hay lắm nè. Cái này nó thuộc về quyền bí chứ không phải thuộc về mà sách của thông thường á. Anh Văn có muốn góp ý không? Tôi đọc tiếp. Cái này hay lắm, anh đang góp ý rồi, để cho các bạn trẻ đừng coi tôi coi thường vụ này nha. Nó thuộc về cái ngầu hai thần Vishnu á. Tôi để tôi đọc tiếp. Còn cái đoạn mà nói về Padmapani đó, tức là cái viên ngọc ở trong cái ngôi bông sen đó, thì cái viên ngọc này là spiritual ego, tức là cái tinh thần của mình á, ở trong bông sen. Thì cái này đó là cái symbol, tức là cái biểu hiệu của cái androgynous man, tức là cái người này mà giống như là vừa nam vừa nữ đó. Cái con số 3, 4, 7, 10 là cái sự tổng hợp của unit là gì nhỉ, tiếng Việt, đơn vị rồi của người và của prominent, tức là prominent có phải tài giỏi không. Như là tôi đã nói, nó ở trên một cái sự hiểu biết rõ ràng về cái ý nghĩa và cái sức mạnh của những cái con số đó, những cái sự kết hợp nhiều dưới nhiều hình thức của những con số đó và những cái sự mà liên quan với nhau giữa chúng với nhau với những cái âm thanh hay là những chữ hay là những màu sắc hay là những cái vận tốc của di chuyển vibration, tức là những cái sự rung động đó, thì nó mà một progressive student, mà một học viên có thể tiến được hay không đó, mình tiến được hay không nếu mình hiểu rõ những cái điều đó. Cho nên chúng ta bắt đầu trước hết bằng cái chữ đầu tiên, đó là ôm hay là aum. Ôm là blind là cái gì ấy? Blind này có phải là mù mắt hay là muốn che giấu. Cái câu Om Mani Padme Hum là không phải là 6 nhưng mà nó là 7. Nó cái chữ, cái câu này nó có tới 7 vần lận. Và cái vần đầu tiên là nó là 2 vần vì nó là Aum, là nó Aum chứ không phải là nó là Om không. Và nếu mà bản chất của nó thì là 3 chữ Aum. Cho nên nó biểu hiện là một cái sự tách biệt ra, nó giấu che giấu một cái sự tách biệt làm ba của không phải là, mà nó từ đi tới từ một vị cao cấp nhất đó, tức là thượng đế đó, one absolute. Và như thế là nó được biểu hiện bằng con số 4 hay là tetractis. Tetractis là cái gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Tứ thể hạ. Ở trong metaphysical world, trong cái thế giới của siêu hình. Và nó là Atman. Tại sao tứ thể hạ? Đây là Atman đấy. Tetractis này không phải tứ thể hạ rồi. Đây là Atman mà. Chữ ôm này là sao tứ thể hạ được? Số 4 thì tứ thể hạ rồi, còn cái bộ anh là... Để tôi coi cái Tetractris, cái hình ảnh nó là gì nhá. Đây này, Tetractris nó là cái hình tam giác mà nó có 10 cái điểm đó anh. Tam giác 10 điểm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hay là 10? 1, 2, 3, 4. Nó là 10 điểm. Tetractris đây này. Copy image address, tôi post vào đây. Cái này là Tetractris.
Vậy thì nó là unit ray hay atman? Nó chính là atman, cái tinh thần cao nhất trong mỗi con người, mà nó đi cùng với buddhi và manas, thì được gọi là trinity hay là triad, tức là tam thể thượng, hay là trinity là thượng đế, thượng đế ngôi ba đó, giống như thượng đế ngôi ba đó. Cái tam thể thượng này và nó tứ thể hạ của con người thì nó được bao bọc ở trong một cái vỏ bọc hào quang, giống như là cái lòng trắng của cái trứng. Cái yolk là lòng trắng hay lòng đỏ? Lòng đỏ của cái trứng, lòng đỏ. Thì lòng đỏ của cái trứng này nó là cái tương lai, cái thai nhi của con gà. Thì nó được che chở, và nó được che chở bằng cái vỏ của cái trứng. Vỏ của trứng là cái lòng trắng, sao lại cái lòng đỏ? The yolk of an egg. Yolk là cái lòng đỏ. Yolk là lòng đỏ. Yolk là lòng đỏ chứ. Điều này đối với những vị cao hơn ở trên những cõi khác thì làm cho mỗi người trong chúng ta trở thành một cái hình bầu dục, tức là quả cầu hình bầu dục, và nó sáng chói. Thì những người khác ở trên cõi cao họ nhìn xuống chúng ta đó, họ nhìn thấy hào quang, mình có hào quang. Tại vì mình có một cái hào quang để bao bọc bảy cái thể của mình. Trong đó có tam thể thượng và tứ thể hạ. Hào quang của mình nó bao bọc mình giống như là một cái quả trứng. Nó hình bầu dục như vậy. Để chỉ cho người học viên cái sự liên quan hoàn hảo giữa sự sinh ra của vũ trụ, của một thế giới, của một vị hành tinh, của một hành tinh, hay là của một đứa con của trái đất, thì chúng ta sẽ có những cái sự mô tả rõ ràng hơn. Người nào mà đã biết về physiology thì sẽ hiểu cái điều đó rõ hơn người khác. Physiology tiếng Việt là gì? Sinh lý học á. Sinh lý học. Ok. Bây giờ tôi chép thêm một đoạn nữa nhé. Bây giờ 8 giờ hơn rồi, mình có nên học tiếp. Bạn chỗ này đi. Ngưng đi rồi bàn đi. Ngưng đi bàn đi, bây giờ đọc nhiều quá rồi. Quên mẹ ba vụ này quan trọng lắm nha. Vấn đề mà tam thể thượng với ở tam thể thượng với tứ thể hạ, tôi nói sơ sơ nha, thầy Văn nói nha. Nói đi. Đấy, mà khi mà anh cho em mà tôi nói cái này là thủ cho thiền rồi đó. Cố gắng và thiền nha, tu theo học phải cố gắng thiền đó. Thiền thì phải luôn luôn nhớ cái tứ thể hạ với cái tam thể thượng. Mà theo tôi biết thì nghĩa là khi thiền á thì thường thường chúng ta phải ý thức được cái vấn đề gọi là cái chu kỳ phi sáng tạo. Khi thiền anh em nhớ phải nhớ cái chu kỳ phi sáng tạo và cái chu kỳ sáng tạo. Đấy, cái sáng tạo cái sau mà chị Thương nói nó thuộc về cái chu kỳ sáng tạo. Con số 3, số 7, con số 3, số 7 và con số 10 đó, sáng tạo. Mà nói đến cái chu kỳ mà phi sáng tạo thì anh chị em phải nhớ mình hát thiền là đừng lừa, phải ta phải thực tập về hộ nhất thầm nhân chân nhân hay là hộ nhất chân ngã, cái thầm ngã đó. Mà trong cái chu kỳ phi sáng tạo
Rồi nó có 3, 7 và 10 con số thuộc về biến số trên kinh nha. Anh chị em nhớ hạ thiền là phải để ý đến biến số chân kinh, tức là số 3, số 7 và số 10, nó con số biến số chân kinh chứ không phải số thường nha. Nó đơn giản, anh em nhớ, thiền phải nhớ vậy. Thì con số 3 đó, trong cái chu kỳ mà phi sáng tạo thì nó là tượng trưng cho Đức Thượng Đế. Phi sáng tạo, unmanifest logos, cái tam thể thượng á. Unmanifest logos là phi sáng tạo. Rồi cái minh triết mà tiềm ẩn, tức là potential wisdom đó. Rồi cái mà gọi là cái thiên trí của mình đó, mahat nữa, đó là cái vật chất chân nguyên gì đó, neurality thì đúng không, mình cái vật chất chân nguyên, cái phi sáng tạo thì nó thuộc về cái neurality chứ, là cái vật chất chân nguyên. Ba cái này là trong cái chu kỳ phi sáng tạo. Nó thiền đó, thì anh nghe phải nhớ là cái tam thể thượng của mình nó là Đức Thượng Đế phi sáng tạo, rồi cái minh triết tiềm ẩn và cái vật chất trinh nguyên reality. Đấy là thuộc về vấn đề mà ở đây nó thuộc cái vấn đề là di huấn mà của thâm học, có lẽ anh Văn phải nghiên cứu cái này để giảng cho các bạn trẻ nha, hiểu nha. Ở trong di huấn á, trong di huấn của thông học á, di huấn của bà La Kỳ truyền lại cho bà Ni Bơ Tăng trưởng phái, trưởng môn thiền định cái truyền của thằng học bà Ni Bơ Tăng nha. Bà La Kỳ học Đức Ca Hát, Đức Em rồi truyền lại cho bà Ni Bơ Tăng. Bà Ni Bơ Tăng đi chưa vào cái giáo lý truyền của mình á. Đấy, nó là vấn đề chu kỳ phi sáng tạo, unmanifest logos. Đấy, còn số 3, số 7 và số 10 thì trong cái chu kỳ phi sáng tạo này nó có cái gì? Thì đến cái mà bốn cái con số mà sáng tạo đầu tiên á, tức là gọi là bốn cái con tứ thể mà sáng tạo, bốn con số mà con số 4 mà sáng tạo đầu tiên á, thì nó gồm có là sáng tạo của cái gọi là cái chân thần của mình, cái đơn vị mà sáng tạo đầu tiên của mình nó là thuộc về chân thần đó. Còn bốn cái con số 4 mà sáng tạo, con bố sáng tạo thì nó là trước hết là con số của chỉ và cái chân thần của mình, cái chân thần linh thiêng của mình, monad, cái mà đầu tiên sáng tạo á, trong cái chu kỳ phi sáng tạo thì cái con số đầu tiên á nó là chỉ cái con số mà sáng tạo cái chân thần, cái chân thần mà sáng tạo của mình đó, là monad đó. Rồi cái chân thần, cái mà ý nghĩa sau nữa là nó là cái sáng tạo của cái thần thức của mình, cái thần thức yorosha yorosha là cái thần thức của mình. Rồi cái sáng tạo mà thứ ba nó là nó thuộc về cái linh hồn thiêng liêng của mình, spiritual soul, cái linh hồn thiêng liêng của mình. Đấy, cái sáng tạo mà nó còn nằm ở trong cái chu kỳ mà phi sáng tạo đó. Linh hồn thiêng liêng sau cùng là nó là cái gọi là thuộc cái vật chất tinh nguyên. Bốn cái thứ này nó đầu tiên là nó ở trong 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 cái chu kỳ phi sáng tạo, nghĩa là nó chưa nghĩa là thiền rồi mình luôn luôn phải nhớ cái này thì mình ở trong cái chu kỳ phi sáng tạo thì lúc bây giờ mình sẽ không còn, cái trí của mình nó sẽ không còn bị vọng niệm nữa. Lúc nào mình cũng nghĩ đến cái tâm thể hưởng không à, phải không? Thì mình sẽ không còn bị cái tứ thể hạ nó nghĩa là trong cái não bộ mình, nghĩa là một là nó chứa
nó chứa cái những cái tư tưởng cụ thể, hay là nó chứa những cái tư tưởng trừu tượng, chứ không thể nào một lúc mà nó chứa hai cái được hết á. Anh em nhớ nha, đó tôi nói vậy đó, anh em coi 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 lại đi. Nó thiền là phải luôn luôn, một là mình phải giữ cái tư tưởng trừu tượng, tức là attachment to the body đó, cái tư tưởng trừu tượng nó là cái tâm thể thượng của mình đó. Làm nào để giữ trừu tượng anh? Hả? Tức là mình không nghĩ gì hết hay là thế nào? Không, thiền là phải nghĩ chứ, nghĩ vậy mà mình luôn luôn sống chứ. Thiền là phải nhớ, nhớ cái gì, nhớ cái điều mà mình cái giả tự như mình nói thượng đế siêu phi tánh thọ, mình đâu thấy đâu, mình đâu biết đâu, mà nó có là trừu tưởng vậy, phải không? Mình nghĩ tới cái điều trừu tưởng thì cái cụ thể sẽ không bao giờ ở trong trí mình nữa. Vấn đề thiền nó là vậy, nghĩa là cái não bộ mình không thể nào chứa một cái cụ thể và cái trừu tượng được. Một là chứa trừu tượng, hai là chứa cụ thể thôi. Mà chứa cụ thể là anh em vẫn còn tạp niệm, vọng niệm thì không thể nào. Vậy là tóm lại là mình nghĩ đến thượng đế là được, phải không? Rồi, đó là Bhakti Yoga. Nếu mà trường hợp mấy người Tây Phương là luôn luôn phải nghĩ thượng đế thôi. Vậy mình... Thánh Lửa Ông mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghĩ đến Phật A Di Đà cũng được cái gì? Cũng được đó thượng. Nó là thì như vậy ha. Nhưng mà Phật A Di Đà thì thực sự nó cũng trừu tượng đó, chứ còn cái Phật Thích Ca thì mình thấy rồi phải không? Chứ Phật A Di Đà là đâu thấy đâu. Nhưng mà nó có. Nghĩ đến Phật Quan Thế Âm cũng được, Bồ Tát Quan Thế Âm cũng được. Cũng được đó. Vậy ba cái ngôi trên là mình nghĩ là vô địch rồi đó, là vô thiền rồi đó. Thiền thực sự đó. Nó là tôi nói cái chu kỳ mà phi sáng tạo. Còn để vào cái chu kỳ mà sáng tạo. Này, đã nhắc lại nha. Bởi thiền thì phải nhớ. Anh em nhớ, phải nhớ ba cái vấn đề này. Phi sáng tạo và sáng tạo. Tức là manifest seeking. Cái chu kỳ mà sáng tạo ha. Là cái chu kỳ mà nó đang hiện tại mình đang sống này là chu kỳ sáng tạo, biểu hiện biểu lộ ra muôn loài dạng vật hiện ra là chu kỳ sáng tạo. Mà trong cái chu kỳ sáng tạo này thì nó cũng có 3, 7 và 10 con số 10 đó, con số 3, số 7 và số 10 cũng như trong cái chu kỳ sáng tạo vậy. Mà con số 3 mà trong cái chu kỳ mà sáng tạo thì nó là tượng trưng cho Atma Buddhi. Atma Buddhi Mana nha, anh em nhớ nha. Này thiền đó nha, chứ không phải dở thiền thiệt đó. Anh em học hôm nay trở như giờ học mà cuối năm hôm nay là bắt đầu vào thiền. Số 3 mà trong chu kỳ sáng tạo thì nó là tượng trưng cho Atma Buddhi Mana, là cái chân linh trí của mỗi người của mình. Mỗi con người đều có Atma Buddhi Mana hết. Ở trong cái chu kỳ sáng tạo là con số 3 đó. Con số 3 này là tượng trưng ta tam thể thượng, mà tam thể thượng ở phía dưới chứ không phải tam thể thượng phía trên. Cũng tam thể thượng, anh Ma Bồ Đề mà nói cũng tam thể thượng gì, nhưng mà nó ở trong người mình. Đây, nó hơi lấn cấn chỗ này nha. Trong con người của mình thì nó Atma Buddhi Mana, nhưng mà ở ngoài thì nó không phải, nó là cái ta là cái thượng đế phi sáng tạo với cái tim với cái mình biết tiềm mẫn và cái thiên trí là nó hoài phi sáng tạo thì nó hoài nha. Muôn loài vạn vật của muôn loài vạn vật thì cái tam thể thượng nó khác bởi vậy thành ra anh chị em coi chừng là làm lậu tưởng ủa tại sao nếu mà muôn loài vạn vật không có Atma Buddhi Mana thì nó đã coi phải không? Nó hơi sai sai chỗ này nha, thấy không? Đó, thành ra trong cái con người của mình có cái tam thể thượng, mà tam thể thượng phía dưới nghĩa là nó cũng vậy thôi, nghĩa là tam thể thượng với cái tứ thể hạ của ở trong con người của mình, trong cái con người bên trong của mình, inner man á, chứ không phải là phải ở bên ngoài. Đó, thiền á, thấy thiền không? Thiền rõ ràng vậy đó. Thì mình thấy được cái Atma Buddhi Mana của mình có ở trong người của mình.
là cái chân linh trí, ác ma là cái chân thần thể, chân thần thể liên thiên liên là ác ma. Còn còn cái body nó là cái linh hồn thể của mình, và cái thượng trí nó gọi là hồn người của mình, thượng trí là hồn người của mình. Ác ma body manas là cái tam thể thượng, mà ở phía dưới là ở trong con người, con người bên trong của mình, chứ không phải con người bên ngoài. Con người bên ngoài không có tam thể thượng này đâu. Rồi đó là còn cái tứ thể, cái tứ thể hạ tức là cái con số 4, mà con số 4 gọi là con số 4 tiềm ẩn, chứ không phải con số 4 sáng tạo. Con số 4 sáng tạo đầu tiên, còn con số 4 mà ở trong con người của mình là con số 4 tiềm ẩn. Thì cái này, con số 4 tiềm ẩn này, nó một con số 1 là nó thuộc về cái sự tiềm ẩn, cái sự mà tiềm ẩn của cái hạ trí của mình. Cái hạ trí của mình nó thuộc về tiềm ẩn, chứ không phải thường nha. Nó lắc lối ở thiền rồi anh mới thấy phi thường lắm. Sự tiềm ẩn, cái sự mà tiềm ẩn của cái hạ trí của mình, rồi cái sự tiềm ẩn mà của cái cảm dục thể hay cái thể dí, tiềm ẩn chứ mà mình học cái thì nó có, phải không? Nhưng mà mình đâu thấy đâu, cái hạ trí của mình đâu thấy đâu, mà nó trong con mắt của mình á, mắt bên trái mình mà nát á. Quyền bí học ấy, người ta coi con mắt bên trái mình nó là cái hạ trí đó. Tôi nói vậy là chị đứng nghiên cứu lại nè, coi có phải không? Nó thấy thường lắm. Hôm nay anh chị em học cái buổi này là nghe là bắt đầu vào đi vào con đường quyền bí rồi, quyền bí thực rồi, quyền bí học của thông học rồi. Open the science nha, khoa học quyền bí của thông học. Rồi cái sự tiềm ẩn của cái thế giới của mình á, cái thế giới của mình nó tiềm ẩn chứ đâu phải, phải không? Chứ đâu mình đâu thấy đâu, nhưng mà nó có, mình biểu hiện ra, phải không? Tình cảm biểu hiện ra chứ mình có thấy cái thế giới không? Còn đấy, nhưng mà người ta xuất vía được, xuất vía được người ta thấy rồi, phải không? Nhưng mà đầu tiên mình chưa có xuất vía được thì nó thuộc về vấn đề tiềm ẩn. Nó tiềm ẩn của cái thể vía, cái sự tiềm ẩn của cái thể vía, bốn cái sự tiềm ẩn của cái thể vía, rồi cái sự tiềm ẩn của cái thể mà sinh lực thể của mình, cái sinh lực thể của mình nó cũng tiềm ẩn ở trong bạn, mình đâu biết đâu, nhưng mà nó có đấy, cái thể pháp có phải không, sinh lực thể có phải không, nhưng mà mình không thấy thì nó cũng thuộc về tiềm ẩn. Rồi cái sau cùng là cái thể xác của mình, cái thể xác của mình thì thấy, nhưng mà nó thấy nhưng mà người ta cũng vẫn gọi là cái sự tiềm ẩn của cái thể xác. Cái thể xác của mình thấy vậy, nhưng mà nó thấy vậy, nhưng mà giả sử 100 tuổi mình chết rồi, mình mất rồi thì đâu có đâu, có đó, còn mình lúc mình sanh ra có, nhưng mà đến 100 tuổi rồi mình chết là mất rồi, thì nó thuộc tiềm ẩn chứ đâu còn có nữa. Mà thật sự sau cái đó rồi mình giả thể nhầm chết rồi mình tái sanh trở lại thì cái thể xác khác rồi, thì nó cũng thuộc về tiềm ẩn. Thành ra con số 4 tiềm ẩn của cái con người bên trong của mình, con số 4 tiềm ẩn của con người bên trong của mình, tức là inner man, thì đó thiền, anh chị em thiền là anh chị em phải phân biệt ra cái đó. Con số 4 tiềm ẩn nhưng mà đối với cái thể xác của mình á, cái thể xác của mình nó có 7 cái khiếu, thì quyền bí học nó có 7 cái khiếu nha. Ồ, 10 cái khiếu là không? 10 cái khiếu là 10 cái lỗ á. Đó. 10 cái lỗ nha, ở trên não bộ của mình á thì nó có gì? Hai cái lỗ con mắt nè, con mắt trái mắt phải, hai cái lỗ nè. Rồi lỗ mũi nè, hai cái lỗ mũi nè, lỗ mũi phải, lỗ mũi trái nè. Rồi cái lỗ tai nè, lỗ tai phải, lỗ tai phải nè, hai cái lỗ nè. Rồi cái miệng mình á, cái miệng mình bảy cái lỗ phải không? Bảy cái lỗ phải không? Thất khiếu.
Nhưng mà sao lại người ta kêu 10 cái khiếu nữa? Vì lý do đó, còn ba cái khiếu này nó thuộc về tà thuật, họ thường sử dụng đó là cái lỗ rúng, cái lỗ tiểu và cái lỗ hậu môn. Ba cái khiếu sau cùng 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 bên tà phái họ sử dụng, chứ chứ chân thái đạo sử dụng 10 cái khiếu trong con người của mình, có 10 cái khiếu. Nhưng mà bảy cái năng lực tiềm ẩn của cái người bên trong của mình, nó sẽ sử dụng 7 cái khiếu ở trên. Nãy giờ thiền anh cho nhớ, con người thật của mình nó sẽ sử dụng 7 cái khiếu ở bên trên để mà nó thu thập tất cả những kinh nghiệm trong cái chu kỳ mà sáng tạo của nó, trong cái chu kỳ mà sự sống của nó tới 100 năm đó, để nó thu thập tất cả kinh nghiệm để làm gì? Đến một ngày kia khi trở về, nó sẽ trở thành một đấng sáng tạo. Đấy là một điều phi thường đấy, của quyền bí học đây. Anh chị em sẽ trở thành một đấng sáng tạo nha, chứ không phải đơn giản đâu. Không, làm chị Ngọc Đế nè, ghê lắm nè. Đấy, tu thân học sẽ trở thành chị Ngọc Đế chứ không phải vị Phật đâu. Đấy, tôi góp ý về đây đó, đó cho các bạn tìm. Rồi, anh dạy anh tiếp đi anh dạy. Văn ngay kiến nhờ anh Văn. Để tôi tóm tắt lại cho nó rõ ràng chút nhé. Vâng. Khi mình nói vấn đề tiềm ẩn và vấn đề phát huy đó, thì cái tiềm ẩn có nghĩa là mình có nhưng mà mình chưa phát huy được. Ví dụ, con người có cái Phật tính nhưng mà chưa phát huy trở thành Phật được. Chưa phát huy trở thành La Hán, chưa trở thành một chân sư hay Bồ Tát hay Đế Quân. Đó là tiềm ẩn và phát huy. Còn về cái khiếu đó, con người có thất khiếu. Thất khiếu là 7 cái lỗ ở trên mặt, nhưng mà có 3 thêm 3 cái lỗ ở toàn thân ở dưới. Thì những cái khiếu này nó thuộc về thể xác. Thể xác thì nó bị hủy hoại, nó có trường tồn. Khi mà mình nói mình dùng thất khiếu này để mà học hỏi bên ngoài đó, thì cái học hỏi bằng tai, mắt, mũi, bằng ngũ quan đó, nó chỉ là cái học hỏi bằng cái hiện tượng bên ngoài thôi. Nó không có khả năng để học hỏi cái thế giới tâm linh, bởi vì chúng nó không phải là cái dụng cụ để mà giúp cho chúng ta tiến hóa trên phương diện tinh thần. Tất cả những gì thuộc về cõi trần đều là một cái phản ảnh của những cõi trên. Vì vậy khi dùng thất khiếu hay thập khiếu hay là ngũ khiếu hay thất, hay là mình dùng bộ óc hạ trí, nói cho nó rõ cho dễ đi, chỉ còn tưởng tượng đó. Khi mình nói là dùng ngũ quan đó, cái ngũ quan này thật sự nó không có một cái giá trị nào hết đó. Nếu mà mình không có cái trí để mà tổng hợp và phân tích vấn đề, được không? Mà cái trí của chúng ta đó thì nó có hai phần, một phần là hạ trí, một phần chúng ta gọi là thượng trí. Cái hạ trí là cái trí nó bị kết chặt, nó bị kết nối với những cái thành phần thấp xuyên qua cái dục vọng của con người. Vì vậy cho nên thông thiên học khuyên chúng ta không nên sử dụng cái hạ trí trong mọi việc. Cái hạ trí này đó chỉ có thể sử dụng bằng cách dùng ngũ quan để mà học hỏi những hiện tượng bên ngoài thôi. Bằng cớ là khoa học chỉ biết có những cái hiện tượng bên ngoài, họ chưa đi vào trong cái thế giới tâm linh, thế giới tinh thần, là bởi vì họ chỉ sử dụng ngũ quan và hạ trí và những dụng cụ của thế giới vật chất. Tôn giáo bắt đầu chỉ cho con người biết là có vấn đề tinh thần, có Phật, có Chúa, có Thượng Đế. Nhưng mà tôn giáo đó
thường thường á chỉ dạy những cái điều răn, xong rồi những hình túc, hình thức bên ngoài, cúng kiến, tế lễ. Còn những cái kinh sách mà cao siêu ở trong á, giáo có chứ phải không? Chẳng hạn Phật giáo có Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thiên Chúa giáo có kinh Lạy Cha. Những cái kinh đó rất là cao thâm, nhưng mà nó đòi hỏi phải sử dụng những dụng cụ tinh thần. Dụng cụ này không phải là tắt mắt tai mũi họng, không phải là gà trí, mà dụng cụ này gọi là thượng trí, sử dụng cái trực giác. Đó, tôi nói vấn đề như vậy thì có bắt đầu rõ chưa? Còn bây giờ mà mình cứ nói cái vấn đề mà mình nói là không biểu lộ hay là unmanifest, thì cái này đó mình phải đi trở về từ cái thời gọi là khai sơ tạo thiên lập địa như thế nào. Bởi vì con người là một cái phản ảnh của Thượng Đế. Cái phản ảnh đó gồm có vật chất và tinh thần. Vật chất của chúng ta sử dụng là vật chất hữu tướng và vật chất vô sắc tướng. Phần tinh thần đó là chân nhân hay là chân ngã hay là Phật tính. Thì nhiều người nói rằng cứ nói như vậy đó, vật chất và tinh thần, nhưng mà tôi có thấy tinh thần ở đâu, chứng minh làm sao mà con người là vật chất và tinh thần. Chứng minh rất dễ, dễ dàng nhất là khi con người chết, cái xác nó nằm bất động, không có cục cửa, không biết gì nữa. Lý do tại sao? Là vì cái tinh thần rút đi. Cái phần chân ngã, phần con người thật đó, rút đi rồi. Sau một kiếp, thì con người bỏ cái xác, rút đi về cõi tinh thần, để chuẩn bị cho một cái kiếp tới, tiến hóa hơn. Như vậy thì con người là một phản ảnh rất nhỏ của Thượng Đế. Nếu mà con người là vật chất là do cái phần sắc tướng và vô sắc tướng điều khiển bằng cái tinh thần, tức là chân nhân, thì như vậy Thượng Đế là cái gì? Thượng Đế là một khối tinh thần rất là lớn tác động lên trên cái vật chất trinh nguyệt. Chúng ta nên nhớ rằng cái vật chất mà chúng ta sử dụng đó gọi là vật chất hữu hình và vô hình. Thì cái đó chỉ là một phần rất nhỏ phản ảnh của cái vật chất trinh nguyên, cái khối vật chất tinh thần đồng trinh, Đức Mẹ Maria đồng trinh đó, chúng ta gọi là Mula Prakriti hay là Hồng Nguyên Khí hay là Akasha hay là Ether. Có rất nhiều danh từ, nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng mà đại khái, cái vật chất đó là vật chất trinh nguyên. Vật chất trinh nguyên đó, ở trong cái cõi giới của nhân loại đang tiến hóa, thì cái vật chất đó che phủ cái bức đức Thượng Đế ở đằng sau. Do đó mà chúng ta gọi cái vật chất trinh nguyên đó là bức màn che vị thần linh. Cho nên bà Blavatsky có viết quyển sách gọi là Isis Unveiled, tức là cái vị Thượng Đế hay là cái sự minh triết được tháo cái bức màn che đi. Vị Thượng Đế đó sử dụng cái vật chất trinh nguyên và ẩn lấp ở đằng sau. Đó. Thì khi mà Ngài là như vậy đó, thì Ngài không có biểu lộ, chúng ta gọi là unmanifest. Khi Ngài bắt đầu biểu lộ, khi nào Ngài bắt đầu biểu lộ? Ngài bắt đầu biểu lộ khi nào nó có một cái sự tác động vào trong cái vật chất trinh nguyên đó, khiến cho cái vật chất trinh nguyên đó nó biến phân, differentiate, biến phân, nó biến hóa, thối hóa đi. Mỗi lần mà nó biến phân, nó differentiate đó,
biến hóa đi đó, thì nó mất cái đặc tính tinh thần, cứ từ từ, cứ một lần biến hóa nó lại mất từ từ. Vật chất trinh nguyên lúc đầu á, nó rất là thánh thiện, nó rất là hoàn mỹ, nhưng mà khi bắt đầu bị phân hóa thì nó biến thành chất có âm tính, chất có dương tính, rồi chất âm tính nó lại biến phân hóa nữa, cái từ từ mãi. Những cái chất mà sau cùng mà đông đặc mà thấp nhất á, là những chất mà chúng ta sử dụng ở cõi trần này, là chúng ta gọi là đất nước gió lửa đó. Đó. Như vậy đó thì chúng ta thấy là mỗi một lần mà vật chất bị phân hóa đó thì nó lại tạo ra một cái thế giới mới, một cái cảnh mới đó. Lúc đầu thì thiện giới thượng đế không có biểu lộ, không phân hóa, nhưng mà vật chất phân hóa từ từ thì chúng ta thấy vật chất phân hóa. Rồi bắt đầu thượng đế mới có một cái tia sáng xuống, chúng ta gọi là chân thần. Thì khi mà chân thần nó có nhiều trình độ nha, chân thần mà trình độ cao nhất đầu tiên đó thì là cái vị chân thần này gần như là có rất là gần với cái hình ảnh của thượng đế, thấy không? Vị chân thần này gọi là Atma Buddhimanas. Nhưng mà cái Atma Buddhimanas này đó, nó không phải là ba thành phần, nó là một tinh thần duy nhất nhưng mà có ba đặc tính, một đặc tính là Atma, một tính Buddhi, một đặc tính Manas. Cái này là cái mà chúng ta gọi là chân thần hay vị thượng đế bên ngoài. Còn cái chân thần hay vị thượng đế ở bên trong chúng ta mà chúng ta gọi là Phật tính đó, thì chúng ta cũng gọi là Atma Buddhimanas. Nhưng mà cái Atma Buddhimanas này nó không phải cái Atma Buddhimanas của chân thần. Atma Buddhimanas chân thần á là tuy ba, nhưng mà nó chỉ là một thôi, nhưng mà ba cái phương diện, có thể gọi là phương diện mà ba cái đặc tính. Đó. Còn cái chân thần mà trong con người chúng ta gọi là chân ngã đó, thì nó không phải là một mà nó là ba kết hợp lại thành một. À, cái này đó là thuộc lại về chân truyền này. Ở bên ngoài người ta không có giảng kỹ cái này. Chúng ta có chân ngã, nhưng cái chân ngã chúng ta là do Atma cộng với Buddhi cộng với Mana trở thành một. Còn cái chân thần của Thượng Đế của chúng ta trên cõi cao đó thì chỉ có một thôi, mà có thể hành động như là Atma hay là Buddhi hay Mana, hay là hành xử cùng một lúc như là cả ba. Nó khác ở chỗ đó. Vì vậy cho nên đó, trong con người chúng ta có Atma Buddhi Mana chứ không phải là không có. Thế thì mình phải hiểu rõ cái này, tại vì nó hiểu sai là nó đi trật lắc hết trơn à, nó đi vào bên tà đạo hết trơn à, thấy không? Chúng ta có Atma Buddhi Mana, nhưng mà cái Atma Buddhi Mana của chúng ta là do cái sự kết hợp lại. Tôi đơn cử lý dụ tại sao mà mình nói như vậy, là bởi vì chúng ta đó có Mana và Buddhi và Atma kết hợp. Nhưng mà trong con thú hay trong cái loại cây cỏ hay là khoáng thạch đó, thì chúng nó chỉ có Atma và Buddhi mà thôi, nó không có Manas trong đó. Thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy cái sự tiến hóa đi từ khoáng thạch lên tới cây cỏ, lên tới thú cầm, rồi mới lên tới loài người. Trước khi thú cầm muốn lên tới loài người thì chúng nó phải có Manas kết hợp vào thì nó mới thành loài người. Đây cái lý do tại sao mà con người nó là một cái, người ta gọi con một loài thú thông minh, thấy không? Loài thú tuyệt vời, tuyệt nhất. Tại sao lại phải cứ đi từ từ như vậy? Là tại vì trong con kim thạch đó, nó có cái tiềm ẩn ở trong đó, nhưng mà nó chưa có phát triển được cái tình cảm.
ở trong cái loài cây đó nó có tất cả những đặc tính, nhưng mà nó chưa phát triển được cái hạ trí, nó không, đúng ra nó chưa phát triển được cái bản năng giống như một con thú. Con thú nó có bản năng nhưng mà nó chưa có cái sự khôn ngoan con người, thấy không? Và đi từng từng một loài như vậy đó, mỗi một loài là một cái round, tức là một cái cuộc tuần hoàn. tuần hoàn. Một tuần hoàn thứ nhất là loài, rồi đến thứ hai. Thứ hai thì cái loài kim thạch nó chuyển thành cây, rồi thứ ba thì loài cây nó đã chuyển thành thú, rồi từ kế tiếp thì loài thú nó chuyển thành người, rồi mình là cuộc tuần hoàn thứ năm thì loài người sẽ chuyển thành các vị tiên thánh. Khi mà mình học giáo lý công truyền đó thì nó rất nhiều cái chi tiết, rồi nó lung tung cả lên, mình kết nối không được, tại vì mình học theo cái lối bằng cái ngũ quan và bằng cái hạ trí. Cho tới khi mình học qua cái giáo lý bí truyền đã sử dụng được trực giác á, thì mình mới bắt đầu hiểu được cái ý nghĩa thật sự bên trong ở đằng sau những cái câu văn kinh văn. Chứ còn những cái câu kinh văn nói khơi khơi đó, nhiều khi là mình cũng không có nắm hết được, chỉ nắm được một phần thôi. Chẳng hạn như câu Om hay là Om Mani Padme Hum đó, thì mình đọc xong rồi mình giảng thế này thế nọ, chưa nắm được cái phần tinh thần thật sự ở bên trong. Đọc Om thế nào thì kết hợp được với tâm đế, tại sao lại kết hợp với tâm đế, tại sao vân vân, phải không? Nhưng mà mình càng học lên cao đó, cái trình độ mà lên tới cái trình độ mà gọi là chân truyền đó của các vị mà đã điểm đạo rồi đó, thì lúc đó đó mọi sự việc nó trở nên đơn giản, nó không có rắc rối mà nó tùm lum tà la như là cái giáo lý mà giảng pháp thì học tùm lum hết, thấy không? Chuyển qua tâm pháp, và tâm pháp phải cái đợt thứ hai, đợt thứ ba thì mình mới bắt đầu kết nối được. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái tâm pháp, cái giáo lý chân truyền đó là sử dụng đi từ cái gốc ra tới cái ngọn. Còn cái giáo lý của nhãn pháp hay là giáo lý học bằng ngũ quan á, thì nó đi từ cái ngoài vào trong, từ là ngọn vào trong gốc. Thành ra nó rất là bị loãng bởi những cái kiến thức đó. Thành thử hồi nãy tôi có nói là cách tốt nhất trong cái giai đoạn hiện giờ của thời kỳ bảo bình là mình học cả hai phương pháp, vừa cái phương pháp của nhãn pháp, vừa phương pháp của tâm pháp. Thì như vậy đó thì nó giúp mình đi nó vững hơn. Thì tôi nói tóm tắt một chút xíu để chúng ta rõ ràng vấn đề, chứ nếu không thì cứ học theo cái kiến thức không thì nó loãng không, loãng ra mình không nắm chắc được cái ý chính. Rồi, cảm ơn anh Văn. Thôi bây giờ mình cũng khuya rồi, mình tạm nghỉ nhé. Ngưng đi, rồi chị tới Ok. học, chị tới chị học tiếp cái phần chị trường bí giáo, chừng nào chị mới tiếp tiếp cái phần Dạ, kỳ tới mình học tiếp phần trường bí giáo đây. Tức là OK. cứ đọc tiếp vào đó. Rồi. Cái phần bí giáo đó nó có năm cái huấn thị, cái đúng tự mà cao nhất là huấn thị thứ năm. Trong cái huấn thị thứ năm đó đó thì nó tiết lộ rất nhiều cái điều bí mật ghê gớm lắm, mà khoa học hiện giờ, y khoa họ không biết một chút gì về vấn đề đó. Vâng. Rồi OK, có gì Rồi, sau. cảm ơn anh Văn. Bye bye.